chương 281, tìm ông đây làm gì? Người đàn ông trung niên không phải ai khác mà chính là ba của Vương Hàng và Vương Lực Vương Đông Đào, cũng chính đồn trưởng của đồn cảnh sát này. Có cái gọi là phép vô còn thua lệ làng, ở chỗ này uy quyền của Vương Đông Đào vô cùng lớn, cũng coi như một nhân vật có tiếng ở đây. Nghe thấy tiếng kêu cứu của Vương Hàng, Vương Đông Đào cũng ngẩng đầu nhìn một cái. Mà một cái nhìn này khiến sắc mặt Vương Đông Đào lạnh xuống trong nháy mắt, giận đến mức gân xanh trên trán đều nổi hết lên. Mặc dù giờ phút này Vương Hàng bị Diệp Thu đánh đến mức không còn ra hình người, nhưng giọng nói của Vương Hàng thì Vương Đông Đảo vẫn có thể nhận ra. Nhìn thấy con trai cưng bị đánh thành như vậy, trái tim của Vương Đông Đảo cũng đang dỉ máu. Mặc dù ông ta có hai đứa con trai, nhưng ông ta yêu thương nhất chính là cậu con trai nhỏ Vương Hàng này. Ông ta còn trông chờ vào sự phát triển trong tương lai của Vương Hàng có thể tiếp nối bước chân của mình mà giờ đây Vương Hàng lại người ta đánh thành bộ dạng thảm hại như thế này, sao điều này lại không khiến ông ta tức giận cho được. Tiểu Hàng, con không sao chứ? Vương Đông Đào vội nhìn Vương Hàng, quan tâm hỏi. Ba, bây giờ con rất chóng mặt, buồn nôn lắm. Ba mau cứu con ra khỏi tay người này đi." Vương Hàng khóc lóc nói. "Con yên tâm, có ba ở đây, ba cũng không tin người này dám động vào một sợi tóc nào của con." Vương Đông Đào tràn trề sức lực nói audio điện tử võ tấn bền. Ngay sau đó, ông ta ngoắc tay với nhân viên cảnh sát sau lưng, trực tiếp bước tới trước mặt Diệp Thu, hung tợn chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói, cậu nhóc, không muốn mọi chuyện lớn hơn thì mau ngoan ngoãn thả con trai của tôi ra, có lẽ tôi còn có thể xử lý cậu nhẹ tay, nếu không thì cậu chờ ngồi tù cả đời đi. Quả nhiên đúng là cha con mà, giọng điệu nói chuyện này cũng giống nhau như đúc. Khóe miệng Diệp Thu hơi nhếch lên, sau đó nhìn Vương Đông Đào, nhàn nhạt, nhạt nói tôi chỉ muốn biết là ông có biết thằng con trai cương này của ông làm ra chuyện như thế này không? Hay là do ông ngầm cho phép? Ông đây biết thì sao? Không biết thì sao? Đây là chuyện cậu nên quản à? Chuyện không nên hỏi thì đừng nên hỏi. Mau thả người ra, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Vương Đông Đào liếc Diệp Thu một cái, vẻ mặt coi thường nói. Xem ra ông cũng biết đấy nhỉ? Diệp Thu hít mắt lại. Đúng, ông đây biết đấy. Rồi sao, cậu có thể làm gì được tôi?" Vương Đông Đào vô cùng hống hách nói. Dung túng con trai mình hành hung người vô tội trong phòng thẩm vấn, chẳng bù cho ông còn là một đồn trưởng, đồng phục này khoác lên người ông đúng là sự sỉ nhục lớn nhất đối với nó. Diệp Thu lắc đầu, mặt đầy chán ghét nói: "Thật ra thì ở trong cái xã hội này vẫn có rất nhiều cảnh sát tốt, có tinh thần trọng nghĩa, ví dụ như Hàn Tiêu Tiêu, ví dụ như Triệu Khôn Sơn, vân vân. Trừ những người này ra thì vẫn còn rất nhiều Bọn họ đều thật lòng vì dân mà phục vụ, vì trị an của toàn xã hội mà đánh cược mạng sống để đuổi bắt tội phạm, có thể nói là những vị thần bảo vệ của dân chúng. Cảnh sát như thế mới đáng để dân chúng tin tưởng và kính yêu. Tất nhiên có ánh sáng thì cũng phải có bóng tối, cho dù là nghề nào thì cũng có phân chuột, mà Vương Đông Đào và con trai Vương Hàng của ông ta chính là mấy cục phân chuột kia. Dùng việc công để báo thù riêng, lạm dụng chức quyền Thứ người cặn bã như thế thật sự không xứng khoác lên đồng phục cảnh sát thiêng liêng như vậy. Tất nhiên Diệp Thu vô cùng căm thù và chán ghét loại người này. Ái cha, xem ra thằng nhóc nhà cậu có thành kiến với tôi quá nhỉ. Sao nào, không phục à, có bản lĩnh thì cậu tố cáo tôi với bên trên đi, để xem có thể kiện được tôi hay không. Nói ra cũng sợ hù chết cậu, bối cảnh của ông đây lớn lắm, con sâu cái kiến như cậu có làm ẩm ý tới mức nào cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi, biết chưa hả. Vương Đông Đào khinh miệt cười một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói: "Ồ, thật sao?" Khóe miệng Diệp Thu cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. "Không tin thì cậu có thể thử, để rồi xem là cậu kiện tôi trước hay là tôi giết cậu trước." Vương Đông Đào cười lạnh, uy hiếp nói. Dứt lời, ông ta trực tiếp phất tay với nhân viên cảnh sát đứng phía sau lưng, chỉ vào Diệp Thu và hung hăng nói: "Người này không chỉ đánh cảnh sát, còn chống lại người thi hành pháp luật, trực tiếp bắt lại cho tôi." Nếu cậu ta dám phản kháng, cho phép nổ súng." Lời này của Vương Đông Đào không thể nói là không ác. Mấy tên nhân viên cảnh sát cũng do dự một hồi, sau đó chỉ có thể vô cùng bất đắc dĩ bước về phía Diệp Thu. Không còn cách nào khác, dù sao thì bọn họ cũng không thể không nghe lời của Vương Đông Đào. Mắt thấy mấy nhân viên cảnh sát kia chuẩn bị ra tay với Diệp Thu, đúng lúc này chuông điện thoại của Diệp Thu vang lên một cách bất ngờ. Điều này khiến mấy tên nhân viên cảnh sát kia đều kinh ngạc một chút diệp thu nhíu mày không coi ai ra gì mà lấy điện thoại ra nhìn cái tên gọi tới đang hiển thị trên màn hình điện thoại là cục trưởng triệu khôn sơn của cục cảnh sát giang châu điều này cũng khiến diệp thu kinh ngạc vào lúc này triệu khôn sơn gọi cho mình để làm gì nhưng mà anh cũng không nghĩ nhiều nữa lập tức nghe máy luôn cậu diệp cậu có bận gì không giọng nói cung kính của triệu khôn sơn truyền ra từ trong di động sao có chuyện gì diệp thu nghi ngờ nói ha ha là thế này gần đây cục cảnh sát có một vụ án khó giải quyết tôi nhờ phía trên giúp đỡ thì bọn họ có nói rằng cậu là chuyên gia trên phương diện này nên tôi muốn mời cậu tới hỗ trợ một chút không biết cậu có rảnh không triệu khôn cười ngượng ngùng nói với vẻ vô cùng khách sáo thời gian thì có đấy nhưng chắc là bây giờ tôi không thể đến đó được rồi có một số người không muốn thả cho tôi đi diệp thu khẽ cong khóe môi Nói mà vẻ mặt đầy ẩn ý. "Ồ, tình huống bên cậu thế nào?" Tất nhiên Triệu Khôn Sơn nghe ra được trong lời nói của Diệp Thu còn có ý tứ khác nên vội hỏi. Diệp Thu cười nhàn nhạt, nhạt, nói đại khái về tình hình bên này cho Triệu Khôn Sơn nghe một lượt. "Cái gì? Thật đúng là, làm sao có thể như thế được? Vương Đông Đào này muốn tạo phản đấy à? Ông ta muốn làm gì hả? Muốn lên trời hay sao?" Triệu Khôn Sơn nghe xong, lập tức giận đến tím mặt suýt chút nữa đã hộc máu ngay tại chỗ diệp thu là ai chứ anh là nhân vật quan trọng mà cấp trên đã cẩn thận dặn dò là phải săn sóc cho thật tốt tuy triệu khôn sơn không biết thân phận cụ thể của diệp thu nhưng theo thái độ của cấp trên ông ta biết chắc là diệp thu không tầm thường hơn nữa hiện giờ ông ta còn có chuyện muốn cầu cạnh diệp thu tất nhiên phải thật khách sáo với diệp thu rồi nhưng giờ thì hay rồi vương đông đào lại dám đối đãi với diệp thu như vậy thế này không phải là khiến ông ta gặp rắc rối với cấp trên hay sao? chương 282, lừa ai chứ? Vương Đông Đào, tôi là Triệu Khôn Sơn, ông đúng là to gan, lại dám đối xử với cậu Diệp như thế. Ông mau chóng thả cậu Diệp cho tôi, sau đó xin lỗi cậu Diệp. Nếu không, ông chờ nhận xử phạt đình chỉ công tác đi. Âm thanh của Triệu Khôn Sơn cực kỳ tức giận truyền từ trong điện thoại ra. Nhưng mà sau khi Vương Đông Đào nghe xong, trên mặt cũng đầy sự khinh thường, vẻ mặt hèn mọn nói suy giả vờ cũng giống thật ông là cục trưởng triệu ư nếu vậy thì tôi còn là giám đốc cảnh sát tỉnh đây muốn lừa tôi à không có cửa đâu tôi khinh ngay lập tức vương đông đào trực tiếp ngắt điện thoại rồi nhìn diệp thu sau đó vô cùng khinh thường châm biếm thế nào biết sợ rồi chứ dám tìm một người giả mạo cục trưởng triệu của chúng tôi để khiến tôi sợ à cậu thật sự làm tôi sợ hãi đấy tuy rằng diễn viên cậu tìm có giọng nói rất giống nhưng cục trưởng triệu là nhân vật thế nào một con kiến nhỏ như cậu cũng xứng quen biết với cục trưởng triệu sao lừa ai chứ đúng là trò cười nhanh chóng thu lại trò mèo què ba chân của cậu đi đối với tôi thì nó chẳng có một chút tác dụng nào đâu nói xong khóe môi vương đông đào gợi lên một vẻ hả hê tự tin diệp thu thấy vậy cũng sửng sốt lập tức không nhịn được bật cười tại chỗ cậu cười cái gì e rằng cậu vẫn chưa hiểu rõ hoàn cảnh của mình rồi đấy Vương Đông Đào trừng mắt liếc Diệp Thu một cái, tức giận châm biếm nói. Hoàn cảnh gì của tôi không sao cả, nhưng có lẽ hiện tại hoàn cảnh của ông không được lạc quan lắm. Vẻ mặt Diệp Thu trêu tức nói. Cậu có ý gì? Vương Đông Đào nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Nhưng mà ông ta vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại của ông ta lập tức vang lên. Điều này khiến cho Vương Đông Đào nhíu mày, vội vàng nhìn thoáng qua điện thoại của mình vừa nhìn thì cả người Vương Đông Đào đều sướng sờ vì ngạc nhiên bởi vì cuộc gọi này là của cục trưởng triệu Khôn Sơn gọi tới. điều này khiến vẻ mặt của Vương Đông Đào lập tức tràn đầy sự nghi ngờ. sao cục trưởng triệu lại gọi điện thoại cho mình? chẳng qua ông ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. giơ thẳng màn hình điện thoại lên trước mặt Diệp Thu rồi nói với vẻ mặt đắc ý. nhìn thấy không, đây mới là điện thoại của cục trưởng triệu. buồn cười là vừa rồi cậu còn dám tìm người giả mạo cục trưởng triệu để lừa tôi. Bây giờ tôi muốn hỏi xem cậu có xấu hổ hay không. Bây giờ, tôi đối nhận cuộc gọi này ngay trước mặt cậu, thẳng thừng vạch trần âm mưu của cậu, hung hăng đập nát mặt cậu. Nói xong, Vương Đông Đào ấn nút mở loa ngoài, nhận cuộc gọi, vẻ mặt nịnh nọt nói: "Alo, cục trưởng Triệu, sao cục trưởng lại muốn?" Nhưng Vương Đông Đào còn chưa nói xong, chỉ nghe từ trong điện thoại truyền đến tiếng thét vô cùng tức giận của Triệu Khôn Sơn, "Vương Đông Đào, ông giỏi lắm, bây giờ cánh cứng thắp rồi đúng không?" ngay cả điện thoại của tôi mà ông cũng dám ngắt qua hai ngày nữa tôi sẽ không còn cục trưởng của ông nữa phải không hả cả người vương đông đào sửng sốt trong đầu mù mịt lập tức vô cùng oan ức nói cục trưởng triệu tôi không có ngắt điện thoại của ông mà còn nói không có nữa hả vậy ông vừa ngắt điện thoại của ai hả triệu khôn sơn lạnh giọng nói nghe thấy những lời này trong nháy mắt sắc mặt của vương đông đào lập tức thay đổi trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm cực kỳ xấu. Ông ta vội vàng nhìn thoáng qua cuộc gọi mà vừa nãy mình đã ngắt trên điện thoại của Diệp Thu, sau đó lại nhìn lại cuộc gọi của Triệu Khôn Sơn trên điện thoại của chính mình. Lập tức vương Đông đào ngơ ngác, bởi vì hai dãy số đều giống y chang nhau. Nói cách khác, cuộc gọi vừa rồi thật sự là do Triệu Khôn Sơn gọi đến. Vậy mà Diệp Thu thật sự quen biết Triệu Khôn Sơn? Giờ phút này Vương Đông Đào chỉ cảm thấy đại não của mình ong ong, trống rỗng giống như bị sét đánh trúng. Giờ phút này, cả người ông ta không ổn lắm, hai mắt cứ như tối sầm, suýt chút nữa ngã quỵ trên đất. Ôi mà ơi, rốt cuộc mình vừa làm cái gì vậy? Lại ngắt điện thoại của cục trưởng Triệu, đây chính là người lãnh đạo trực tiếp của mình. Vương Đông Đào càng nghĩ càng tuyệt vọng, quả thật đã muốn khóc. Mà giờ phút Vương Hàng và Trương Giai Kỳ bên cạnh đang giữ Diệp Thu đều ngập trong sợ hãi. Ban đầu bọn họ nghĩ rằng Diệp Thu chỉ là một người dân bình thường. Nhưng mà điều họ không ngờ tới chính là Diệp Thu lại quen biết với Triệu Khôn Sơn. Điều này khiến sắc mặt của hai người họ thay đổi ngay lập tức. Hai người biết rằng, e rằng lần này chính mình đã đá phải tấm sắt rồi. Vương Đông Đào, nói chuyện cho tôi, đừng tưởng giả câm giả điếc thì có thể lướt qua chuyện này. Lúc này, giọng nói tức giận của Triệu Khôn Sơn truyền ra từ điện thoại lần thứ hai. Cục cục trưởng Triệu hiểu lầm, ông hãy tin tôi, đây đều là hiểu lầm. Vương Đông Đào quả thật đã sắp khóc, vội vàng giải thích. Hừ, bây giờ tôi không muốn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy với ông, tôi đang trên đường đến đồn cảnh sát của các người, trong khoảng thời gian này, thay tôi chăm sóc cậu Diệp, nếu dám có chút sai lầm nào với cậu Diệp, tôi sẽ bắt ông mà hỏi tội. Triệu Khôn Sơn hừ lạnh một tiếng, trầm giọng cảnh cá. Ngay lập tức, ông ta cúp điện thoại nghe thấy âm thanh ngắt cuộc gọi từ điện thoại truyền đến cả người vương đông đào sửng sốt cổ cứng ngắc quay đầu nhìn diệp thu mà giờ phút này biểu cảm trên mặt ông ta cũng không còn sự kiêu ngạo và khinh thường lúc trước trở thành vẻ mặt cứng ngắc tươi cười lấy lòng cậu cậu diệp hiểu lầm đều là hiểu lầm không ngờ cậu lại thật sự quen biết cục trưởng triệu cậu xem việc này làm ầm ý suýt nữa thì lũ lụt tràn vào miếu long vương làm người trong nhà bị thương rồi lúc này vương đông đào không còn sự kiêu ngạo trước đó bộ dáng cháu trai lễ độ cung kính thiếu chút quỳ xuống tại chỗ gọi diệp thu là ba không biết có thể trả lại điện thoại cho tôi không khóe môi diệp thu hơi cong lên vẻ mặt đầy ẩn ý hỏi đương đương nhiên có thể vương đông đào không dám có chút do dự vội vàng đi tới phía trước khép na khép nép trả lại điện thoại cho diệp thu lập tức bày vẻ mặt nịnh nọt nhìn diệp thu nói cậu diệp lúc trước do tôi có mắt không chồng xin cậu đừng tính toán lỗi lầm của tôi, ngàn vạn lần đừng chấp nhặt tôi. Tôi ở đây nhận lỗi với cậu. Nói xong, Vương Đông Đào vội vàng cúi đầu xin lỗi Diệp Thu. Ha ha, tốc độ thay đổi của đồn trưởng Vương thật sự khiến tôi sợ hãi đấy, không phải vừa rồi còn kêu ẩm ý muốn giết tôi sao? Diệp Thu lạnh lùng cười, vẻ mặt khinh thường nói. Không dám không dám, đó đều do tôi nói bậy. Vương Đông Đào cười gượng, vội xua tay áo, lập tức nhìn Diệp Thu, Vẻ mặt xấu hổ cầu xin nói, cậu Diệp, cậu là nhân vật lớn, đừng nên chấp nhặt với tôi. Đợi cục trưởng Triệu đến đây, cậu có thể nói giúp tôi với cục trưởng Triệu được không? Chờ cục trưởng Triệu của các người đến rồi nói sau, bây giờ tôi không muốn ở cái nơi ngu ngốc này nữa, được chứ? Diệp Thu thản nhiên nói. Được được, đương nhiên là được chứ. Trong văn phòng tôi có trà, chúng ta vào trong đó, vừa uống trà vừa chờ cục trưởng Triệu đến, cậu thấy thế nào? Vương Đông Đào vội gật đầu, vẻ mặt nịnh nọt nói. Thái độ đó quả thật giống như thay đổi thành một người khác. Đối với chuyện này, Diệp Thu cũng chỉ đầy ẩn ý cười, gật đầu. Mà Vương Đông Đào thấy Diệp Thu đồng ý, cũng hết sức kích động, vội chừng mắt nhìn đám nhân viên cảnh sát đang vây quanh Diệp Thu, tức giận nói còn không mau tránh ra, thật không có chút năng lực phân biệt tốt xấu. chương 283, quà cho tôi đấy. Vừa nghe thấy câu này, vương đông đào chỉ cảm thấy ra đầu tê dại bây giờ ông ta thật sự muốn giết chết vương lực cái gì không thể nói mà sao lại nói cái này chứ phải hãm hại người ba này mới vừa lòng sao sắc mặt vương đông đào lập tức co giật ông ta không nói thêm lời nào mà vội vàng đi tới trước mặt vương lực hung hăng đạp anh ta một cước ngay ngực và quát lớn câm miệng cho tao ba sao ba đá con chứ người hành hung ở đằng kia mà Vương Hàng và ba đã thương lượng xong về việc muốn trả thù chỉnh đốn cậu ta trong này sao? Con đến hỗ trợ mà, sao ba lại có thể đánh con chứ? Trên mặt Vương Lực đầy giấy sự khó hiểu, cực kỳ oan ức nói. Nhưng mà lời này lại khiến cho ra đầu của Vương Đông Đào tê dại. Vốn dĩ ông ta còn muốn giải thích với Diệp Thu, giả bộ như không biết tình hình chuyện này, nghĩ cách đánh lừa cho qua chuyện. Bây giờ lại ẩm ý lên, Vương Lực mở miệng đã trực tiếp bán đứng ông ta. Điều này khiến ông ta phải giải thích thế nào đây? Một lát nữa Triệu Khôn Sơn đến đây, Diệp Thu kể chuyện vừa rồi, Triệu Khôn Sơn có thể buông tha cho ông ta sao? Nghĩ đến đây, Vương Đông Đào thật sự đã bị chọc điên rồi, đá mạnh vào Vương Lực, vừa đá vừa tức giận mắng, thằng cha mày, đồ danh con, mày câm miệng cho tao. Câm miệng, câm miệng, không phải mày không nghe rõ chứ? Vốn dĩ Vương Lực đã bị Diệp Thu đánh ra nội thương. Lại bị Vương Đông Đào liên tục đá mạnh như vậy, phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ, hôn mê bất tỉnh lần thứ hai. Lúc này Vương Đông Đào thấy vậy mới thu chân về, hùng hùng hổ hổ nói, giỡn mặt à, sớm biết thế này thì lúc trước sẽ không bắn mày ra. Ngôn tình sắc. Nói xong, Vương Đông Đào vẫy tay ra lệnh cho nhân viên cảnh sát cách đó không xa, đưa nó đến bệnh viện đi. Rõ. Nhân viên cảnh sát gật đầu, tiến tới đưa Vương Lực ra ngoài. Vương Đông Đào nhanh chóng xoay người tới trước mặt Diệp Thu, trong nháy mắt đã thay đổi biểu cảm, vẻ mặt nịnh nọt nói: "Cậu Diệp, cậu đừng nghe thằng nhóc đó nói linh tinh, không có chuyện đó đâu." "Thật sao?" Khóe môi Diệp Thu gợi lên vẻ tươi cười có chút ẩn ý sâu xa, lập tức hướng ra ngoài phòng thẩm vấn. Sắc mặt Vương Đông Đào hơi thay đổi, trong lòng không biết nên dùng cách nào để ứng phó, chỉ có thể đi theo. Cứ như vậy, Diệp Thu hoàn toàn không tổn hao gì mà rời khỏi phòng thẩm vấn còn ba người lúc trước đưa diệp thu vào phòng thẩm vấn muốn chỉnh đốn diệp thu thì có kết quả không tốt lắm vương hằng thì không cần phải nói bị diệp thu tát thành đầu heo ước chừng cả tháng cũng không thể hồi phục nhưng vương lực không chỉ bị diệp thu đánh ra nội thương bây giờ lại bị chính ba của mình đá cho hôn mê bất tỉnh ít nhất cũng phải nằm viện một hai tháng trương giai kỳ là nữ trái lại không bị đánh nhưng giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta đã sớm sợ hãi tới mức trắng bệnh Tê liệt ngồi trên đất, không dám nhúc nhích dù chỉ là một cử động nhỏ. Đoán chừng bóng ma hôm nay sẽ lưu lại trong lòng cô ta cả đời. Ba người này có thể nói là hoàn toàn tự vác đá đập lên chân mình, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nhưng mà do chính họ làm điều xấu, cái giá phải trả cho việc quan báo tư thủ chính là thế này. Làm việc thiện hay ác thì đến cuối cùng cũng sẽ có quả báo, chỉ khác nhau là đến sớm hay đến muộn mà thôi khi trong lòng bọn họ nảy ra ý tưởng kia cũng đã định trước kết cục của hôm nay đi vào văn phòng vương đông đào vương đông đào kính cẩn lễ độ pha trà thượng hạng cho diệp thu không dám có chút chậm trễ dù sao đây cũng là do triệu khôn sơn đã đích thân dặn dò cho nên ngay lúc này phục vụ diệp thu như ba cũng là đường ra duy nhất của vương đông đào ông ta còn muốn hầu hạ diệp thu tốt hơn có thể khiến diệp thu nói vài lời hay giúp mình trước mặt triệu khôn sơn nói như vậy Chuyện hôm nay đã có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa nhỏ hơn. Nếu không, cái mũ quan trên đầu ông ta cũng rất khó bảo toàn. Cậu Diệp, trà này ngon chứ? Vương Đông Đào nhìn Diệp Thu đang tinh tế thưởng thức trà, vẻ mặt nịnh nọt hỏi. Ừ, không tệ, là ai tặng hà? Diệp Thu gật đầu, vẻ mặt đầy ẩn ý hỏi. Điều này khiến cả người Vương Đông Đào sửng sốt, lập tức vội vàng cười giải thích. Cậu Diệp, xem cậu nói kìa, tôi chính là một cảnh sát chính trực. Một là không ăn cơm với khách, hai là không nhận quả biếu, lá trà này do tôi dùng chính tiền lương của mình để mua, sao có thể nói là người khác tặng chứ? Dùng chính tiền lương của ông để mua ư? Ha ha! Diệp Thu lạnh lùng cười, vẻ mặt châm chọc nói, nếu tôi đoán không sai, loại trà này là thuộc loại trà đại hồng bào cao cấp nhất của Vũ Di Sơn đúng không? Hơn nữa còn là nham trà chính tông, giá khởi điểm trên thị trường ít nhất cũng 8 ngàn tệ một lạng mà ông vừa lấy ra một hộp như vậy chắc cũng phải nửa ký số đó tiêu tốn gần một năm tiền lương của ông rồi đấy ông đúng là chịu chơi thật đấy đồn trưởng vương nghe thấy những lời này của diệp thu khóe môi vương đông đào run lên kịch liệt ông ta phát hiện ánh mắt kia của diệp thu thật sự rất độc giống như có thể nhìn thấu tất cả dường như không có cái gì có thể giấu được diệp thu quả thật hộp trà này là người khác biếu ông ta vì có việc cần nhờ ông ta làm ông ta cũng biết nó rất đắt, vẫn chưa dám uống trước mặt người ngoài, cũng không nợ uống. Chỉ do hôm nay muốn lấy lòng Diệp Thu cho nên bây giờ ông ta mới bỏ hết vốn liếng mà đem ra. Cũng không ngờ là Diệp Thu chỉ uống một ngụm đã nói ra được cái giá chính xác. Điều này thật đáng sợ. Lau mồ hôi trên chán, Vương Đông Đào vội cười ngụy biện nói, không còn cách nào khác, tôi thích uống trà này, nên mặc dù giá cả của thứ này khá lớn, tôi cũng không tiếc tiêu tiền. Ồ, thật sao? khóe môi Diệp Thu hơi cong lên, vẻ mặt đầy ẩn ý nói: "Nghe nói cục trưởng Triệu của các người cũng rất thích uống trà, chẳng qua trà trong phòng ông ta không thể bằng ông, chỉ là loại trà mao tiêm của Tín Dương bình thường nhất, mới mấy chục tệ một cân." Xem ra đồn trưởng ông thoải mái hơn so với cục trưởng của các người, không biết khi cục trưởng Triệu đến đây, nhìn thấy loại trà này của ông thì ông ta sẽ có cảm nghĩ gì đây? Nghe thấy những lời này, sắc mặt Vương Đông Đào lập tức thay đổi, nhanh chóng sợ hãi nếu để triệu khôn sơn biết còn không lập tức lôi ông ta ra tra xét cho ra nhẽ à nghĩ đến đây vương đông đào vội vàng đưa hộp đại hồng bảo vũ di sơn chính tông của mình đưa cho diệp thu khép na khép nép nói cậu diệp tôi biếu cậu hộp trà này mong cậu vui lòng nhận cho sao nào muốn hối lộ tôi à tôi chỉ là một người dân thường ông hối lộ tôi cũng vô dụng thôi diệp thu bĩu môi trêu tức nói cậu diệp nói đùa sao có thể xem là hối lộ chỉ là một hộp trà mà thôi, cũng không phải thứ gì đáng giá. Vương Đông Đào trước mắt, cười nịnh nói. Đừng như vậy, không phải thứ gì đáng giá sao. Một hộp trà này của ông đã tám chín chục ngàn, tôi không nhận nổi. Diệp Thu cười lạnh nói. Cái này, Vương Đông Đào nhướng mày, vừa chuẩn bị nghĩ cách khiến Diệp Thu nhận trà, coi như ngăn chặn miệng Diệp Thu. Dầm. Nhưng tại thời điểm này, đột nhiên cửa văn phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Triệu Khôn Sơn bước tới. Thấy vậy, trong nháy mắt, sắc mặt Vương Đông Đào lập tức thay đổi. Phải biết rằng, bây giờ ông ta vẫn còn giữ động tác đưa trà cho Diệp Thu. Có thể nói là bị Triệu Khôn Sơn bắt tại trận. Ngay lập tức, sắc mặt Triệu Khôn Sơn trầm xuống, lạnh giọng hỏi, "Vương Đông Đào, ông đang làm gì thế?" Chương 284: Từ chối điều tra. Sắc mặt Vương Đông Đào nhanh chóng trở nên vô cùng khó coi ông ta thật sự đã muốn khóc lắm rồi bây giờ ông ta mới biết diệp thu chỉ đang mong ông ta chết thảm mà thôi nghĩ tới đây vương đông đào chỉ hận không thể tát mình mấy cái thật mạnh nếu ông ta sớm biết được chuyện này thì có nói gì ông ta cũng sẽ không giao hộp trả đó bây giờ lại ở đây la hét chẳng những không thể lấy lòng diệp thu mà ngược lại còn bị triệu khôn sơn bắt quả tang cả tang vật cũng bị tịch thu lần này thật sự là cho dù miệng mọc đầy người ông ta thì cũng không thể giải thích rõ ràng được nữa rồi triệu cục trưởng triệu ngài nghe tôi giải thích đi vẻ mặt vương đông đào vô cùng đau khổ vội vàng lên tiếng giải thích được rồi ông không cần nói gì nữa triệu khôn sơn khoát khoát tay vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng vương đông đào ông nghe thật kỹ những gì tôi sắp nói bây giờ tôi chính thức thông báo với ông kể từ giờ trở đi ông sẽ chính thức bị cách chức hai ngày tiếp theo cứ đợi ở nhà đi đừng có mà lộn xộn đấy, tiếp nhận sự điều tra của cơ quan, ông có nghe rõ chưa? Nghe thấy thế, sắc mặt vương đông đào nhanh chóng thay đổi, hai chân ông ta trở nên mềm nhún, tê liệt ngồi sụp xuống đất. Đầu óc ông ta lúc này chỉ còn ông ông vài tiếng, sau đó hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được gì. Ông ta biết, điều này cũng nói lên rằng ông ta đã tiêu đời rồi. Sở trưởng cũng vừa rút lui. Tiếp theo, các ban ngành khác sẽ điều tra xem ông ta có tham ô hay nhận hối lộ không. Mà một khi đã bị điều tra thì những chuyện thất đức mà ông ta làm trước đây chắc chắn cũng sẽ bị khui ra hết. Lần này, không chỉ khó bảo vệ cho ô xa, mà sợ rằng nửa đời còn lại của ông ta cũng phải sống trong ngục tù. Nghĩ tới đây, Vương Đông Đào thật sự cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, vội vàng quay sang nhìn Diệp Thu, ý muốn bảo anh hãy nói giúp mình một chút. Đừng nhìn tôi, có rất nhiều chuyện đều là ông tự làm tự chịu, không thể oán trách người khác được. Mà kết quả hôm nay cũng đều là báo ứng của họ, vì thế hãy nhanh chóng tiếp nhận sự chế tải đi. Diệp Thu cười lạnh lên tiếng. Anh cũng sẽ không nói giúp Vương Đông Đào đâu. Đối với những người bại hoại như ông ta, đương nhiên là anh chỉ mong họ bị diệt trừ một cách thỏa đáng. Dù sao thì giữ lại một người như thế thì sẽ tiếp tục hình tượng cảnh sát trong lòng nhân dân. Cảnh sát vì bảo vệ nhân dân mà canh giữ hội này, Họ đã hy sinh quá nhiều. Có biết bao cảnh sát tốt như thế, thậm chí còn có người dùng thân mình để bảo vệ sự an nguy của dân chúng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, những người bại hoại như Vương Đông Đào lại bôi đen cảnh sát. Để những người cảnh sát tốt kia bị dính líu, mang lên lưng một tiếng xấu không đáng có. Vì thế mới nói những người giống như Vương Đông Đào thật sự không xứng làm cảnh sát. Vì thế chỉ có thể cách trước ông ta thì mới có thể gọi là hả hê lòng dân. Cũng đừng giữ lại ông ta, để ông ta tiếp tục gieo hỏa cho cảnh sát, gieo hỏa cho dân chúng. Thấy Diệp Thu từ chối quả quyết như thế, Vương Đông Đào liền biết lần này ông ta đã hoàn toàn tiêu đời. Điều này làm cho sắc mặt ông ta giờ phút này khó coi như vừa dẫm phải phân vậy. Cả người ông ta vô lực tê liệt ngồi trên đất, trông vô cùng tuyệt vọng. Cậu Diệp, cậu không sao chứ? Triệu Khôn Sơn vội vàng đi tới trước mặt Diệp Thu, đưa mắt nhìn Diệp Thu, quan tâm hỏi. Tôi không sao." Diệp Thu mỉm cười khoát khoát tay. "Vậy không biết bây giờ cậu có thời gian đi đến sở cảnh sát cùng tôi một chuyến không? Có vụ án khẩn cấp, thật sự không được phép chậm trễ." Triệu Khôn Sơn có chút ngượng ngùng lên tiếng. "Lại đến sở cảnh sát sao?" Diệp Thu nghe thấy thế cũng chỉ cười bất lực. Nói thật anh đã sắp xem nó nhưng bóng ma tâm lý trong lòng mình rồi. Trước đây cứ hở một chút mà bị Hàn Tiêu Tiêu đưa về sở cảnh sát bây giờ khi vừa nghe thấy mấy chữ này anh theo bản năng sẽ sinh ra cảm giác kháng cự nó cậu diệp lần này không giống với lần trước tôi mời cậu đến cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra thân phận không giống nhau đương nhiên là triệu khôn sơn cũng biết tại sao diệp thu lại có phản ứng như thế nhanh chóng vội vàng giải thích được rồi vậy thì mau đi thôi diệp thu nhún nhún vai không biết nên nói gì cậu diệp mời cậu đi bên này Triệu Khôn Sơn nhìn thấy Diệp Thu đồng ý, cảm thấy vô cùng kích động vội vàng làm động tác mời sau đó bắt đầu đi trước dẫn đường. Diệp Thu cũng nhanh chóng theo sát phía sau, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Bên trong phòng lúc này cũng chỉ còn mỗi Vương Đông Đào đang ngồi sụi lơ trên mặt đất. Ông ta cũng được tính là bị quả báo. Cục cảnh sát thành phố. Xét xử chân chính có thể sẽ tới trễ nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Hai người cùng nhau ra khỏi cục cảnh sát. Sau đó diệp thu ngồi lên xe của triệu khôn sơn nhanh chóng đi thẳng tới cục cảnh sát thành phố nhắc tới cũng không biết làm sao bây giờ diệp thu đang im lặng ngồi trên xe cảnh sát đầu tiên là ngồi xe cảnh sát tới đây hôm nay lại ngồi lên xe cảnh sát rời đi nếu là người bình thường thì sẽ không chịu nổi một đãi ngộ tốt như thế diệp thu đã cảm thấy quen thuộc từ lâu ngôn tình ngược đi tới trước cửa cục cảnh sát thành phố dưới sự hướng dẫn của triệu khôn sơn hai người nhanh chóng đi vào bên trong. Đúng lúc này, một cô gái có thân hình vô cùng bốc lửa, ngực vỉnh mông cong nhanh chóng đi tới. Vòng eo nhỏ bé, hơn nữa còn có đôi chân thon dài thẳng tắp kia, cho dù giờ phút này cô gái đó đang mặc đồng phục cảnh sát thế nhưng vẫn không thể che giấu được vóc dáng hoàn hảo của mình. Hiển nhiên đây là một người vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa điểm đặc biệt ở đây chính là Diệp Thu biết người này. Người này không phải ai khác mà chính là nữ cảnh sát thích bạo lực sống vô cùng ngay thẳng kia, Hàn Tiêu Tiêu. Kể từ sau chuyện lần trước, quan hệ giữa Diệp Thu và Hàn Tiêu Tiêu đã hòa hoãn không ít, căn bản đã ít mâu thuẫn đi. Bây giờ có thể nói là mối quan hệ giữa hai người họ cũng thân thiết như bạn bè. Cho nên giờ phút này khi gặp lại Hàn Tiêu Tiêu, Diệp Thu cũng không cảm thấy bài xích mà ngược lại còn tuét miệng cười, sau đó lên tiếng chào hỏi Hàn Tiêu Tiêu cảnh sát Hàn, cô vẫn khỏe chứ? Diệp Thu sau khi Hàn Tiêu Tiêu nhìn thấy Diệp Thu, cô ta cảm thấy có hơi sửng sốt, theo bản năng hỏi tại sao anh lại ở đây? Có phải lại phạm phải chuyện gì rồi không? Nghe thấy thế, trên trán Diệp Thu nhanh chóng xuất hiện một vạch đen, không nói nên lời. Thì ra trong lòng của Hàn Tiêu Tiêu, anh chính là một người chỉ biết gây rối. Hàn Tiêu Tiêu, cô đừng vô lễ như thế, cậu Diệp tới đây để trợ giúp cho việc phá án. Triệu Khôn Sơn vội vàng trợn mắt nhìn Hàn Tiêu Tiêu, lên tiếng khiển trách. Trợ giúp cho việc phá án sao? Hàn Tiêu Tiêu cảm thấy khó tin hỏi ngược lại. Chính là vụ án bây giờ. Triệu Khôn Sơn gật đầu một cái, nghiêm túc lên tiếng. Cục trưởng, ngài không nói đùa chứ? Diệp Thu chỉ là một người bình thường, anh ta mà biết chuyện gì chứ? Vụ án này chính là một vụ trọng án vô cùng khó giải quyết ở thành phố Giang Châu, sao ngài có thể để một người bình thường tham gia vào vụ án này chứ? vẻ mặt hàn tiêu tiêu hiện lên vẻ khó tin, nghi ngờ hỏi lại. Cậu Diệp đây cũng không phải người bình thường, cậu ấy chính là một quân sự mà bên trên đã cử xuống. chương 285, tiểu đội thiên võng. Được rồi, nếu cô không có chuyện gì thì nhanh chóng sửa sang lại tài liệu của vụ án lần này một chút đi, lát nữa in ra đưa cho cậu Diệp đây một bản, bây giờ tôi còn phải dẫn cậu Diệp tới phòng họp gặp mấy người. Triệu Khôn Sơn khoát khoát tay, nhìn thẳng về phía Hàn Tiêu Tiêu, lên tiếng dặn dò, đối với việc lần này đương nhiên hàn tiêu tiêu không thể nào từ chối được chỉ có thể bất lực gật đầu một cái lúc cô ta đi ngang qua diệp thu hàn tiêu tiêu đột nhiên dừng bước hung hăng trợn mắt nhìn anh nghiến răng lên tiếng diệp thu anh chờ lát nữa tôi sẽ tính sổ anh sau sao cơ diệp thu sửng sốt một chút trên mặt hiện lên vẻ vô tội anh lại làm sai chuyện gì rồi sao còn không mau đi đi triệu khôn sơn trợn mắt nhìn hàn tiêu tiêu vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng. Hừ, Hàn Tiêu Tiêu tức giận dậm chân, chỉ có thể nghiến răng, tức giận rời khỏi đó. Triệu Khôn Sơn quay đầu nhìn Diệp Thu, vẻ mặt áy náy lên tiếng. Cậu Diệp đừng chấp cái con nhóc này, nó chính là một người vô cùng tốt, thật ra cũng không phải người xấu đâu. Ừ, tôi biết rồi. Diệp Thu mỉm cười gật đầu. Thấy Diệp Thu không tức giận, Triệu Khôn Sơn thở dài nhẹ nhõm, sau đó cung kính lên tiếng. Vậy chúng ta đi tiếp nhé. Ừ, Diệp Thu gật đầu một cái. Ngay sau đó hai người cùng nhau đi tới phòng họp của sở cảnh sát. Triệu Khôn Sơn đẩy cửa, sau đó đưa Diệp Thu vào phòng. Mà lúc này ở bàn trong phòng họp trước mặt có bốn người đang ngồi đó. Người đứng đầu là một người mặc áo màu đen tay ngắn, một người đàn ông thấp bé mặc quần rằn di. Người đàn ông có bắp thịt cường tráng, hơn nữa còn có ánh mắt sắc bén kia cùng với khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người anh ta nhìn một cái thì cũng biết người này đã từng đi bộ đội, hơn nữa cũng không phải là bộ đội binh chủng bình thường. Cùng lắm cũng phải là một người lính có cấp bậc đặc biệt gì đó. Ngồi bên cạnh người này chính là một cô gái trông vẫn còn khá trẻ, trên đầu cột hai chùm tóc, trông vô cùng dễ thương. Tuổi tác của người này không lớn, ước chừng khoảng 16 tuổi, mặc một chiếc quần công chúa màu đen, trong miệng đang ngân nga bài ca gì đó, bàn tay nghịch ngợm trên chiếc máy tính sách tay trước mặt. Mà người đàn ông ngồi đối diện cô bé này chính là một người đàn ông mập mạp trên mặt đeo gọng kính màu đen, cùng với một cô gái mặc quần áo màu đỏ. Cân nặng của người đàn ông kia chắc cũng phải khoảng 250 kg. Đôi mắt một mí sắc bén, sắc như dao. Giờ phút này ánh mắt sắc bén đó đang nhìn chằm chằm về phía cô gái mặc quần áo màu đỏ kia. Cô gái mặc quần áo màu đỏ có khuôn mặt lạnh lùng, cũng không thèm nhìn tên mập lấy một cái. Thật ra thì cũng vô cùng nghiêm túc dáng vẻ của cô gái đó cũng không được xem là quá đặc biệt chỉ có thể dùng từ bình thường để hình dung thậm chí cũng không đẹp bằng cô gái cột tóc đuôi ngược kia thế nhưng vóc dáng của cô gái này thật ra thì vô cùng chuẩn hơn nữa còn bộ quần áo bó sát màu đỏ trên người cô ta đã thể hiện tinh tế những đường nét trên cơ thể của cô gái này người đàn ông mập mạp nhìn đến nhỏ cả dãi nhìn bốn người với bốn dáng vẻ khác nhau bên trong phòng họp này Diệp Thu cảm thấy vô cùng hứng thú gật đầu một cái. Ngay sau đó, dưới sự hướng dẫn của Triệu Khôn Sơn, hai người đi tới trước bàn họp. Cục trưởng Triệu, bốn người kia vừa thấy Triệu Khôn Sơn tới thì nhanh chóng đứng bật dậy, rối rít lên tiếng chào hỏi. Mọi người không cần khách sáo, mau ngồi xuống đi, sau đó tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một người. Triệu Khôn Sơn mỉm cười khoát tay, ngay sau đó chỉ tay về phía Diệp Thu, lên tiếng giới thiệu, vị này là cậu Diệp Thu, trên phương diện phá án có thể nói là một chuyên gia, cho nên lần này cậu ấy cũng sẽ gia nhập vào đội của chúng ta. Nói xong, Triệu Khôn Sơn vội vàng nhìn về phía Diệp Thu, sau đó giới thiệu cho Diệp Thu, cậu Diệp, bốn vị đang ngồi ở đây đều không phải là người bình thường, bọn họ chính là tiểu đội thiên võng nổi tiếng ở tỉnh Thiên Nam đấy. Có rất nhiều vụ án ở tỉnh Thiên Nam đều được họ phá án, họ đều tìm manh mối sau đó giao cho cảnh sát, giúp cảnh sát phá án một cách thuận lợi trên phương diện này họ vô cùng chuyên nghiệp đấy sao cơ thật không diệp thu dường như suy nghĩ tới điều gì đó gật đầu một cái vị này chính là đội trưởng của tiểu đội thiên võng biệt danh là bạo long trước đây chính là huấn luyện viên của đội đặc chủng nhanh sói thực lực vô cùng mạnh mẽ cực kỳ am hiểu việc trung lùng và theo dõi đầu tiên triệu khôn sơn đưa tay chỉ người đàn ông trông rắn chắc kia lên tiếng giới thiệu nghe thấy thế diệp thu cũng gật đầu một cái Thật ra thì ngay từ khi vừa bước vào, anh đã nhanh chóng nhận ra được việc này. Bởi vì trên người của người đàn ông kia có khí chất của một người quân nhân vô cùng mãnh liệt, cho dù quá khứ đã trải qua bao lâu thì cũng không cách nào chôn giấu được. Còn cô gái này có biệt danh là Hắc La, cậu cũng đừng nhìn vẻ bề ngoài dễ thương trẻ tuổi của cô ấy mà lầm, cô ấy chính là một hacker đại tài ở tỉnh Thiên Nam. Có nhiều lần đều là nhờ mạng lưới liên lạc của cô ấy mà tìm ra được dấu vết hang ổ của tội phạm. Triệu Khôn Sơn chỉ chỉ vào cô gái trông có vẻ đáng yêu ngồi bên cạnh Bạo Long, mỉm cười giới thiệu. Ngay sau đó, ông ta đưa tay chỉ vào người đàn ông mập mạp và cô gái mặc quần áo màu đỏ ngồi ở đối diện, hai người này theo thứ tự là mèo mập và khổng tước đỏ. Mèo mập vô cùng nhạy cảm với mùi hương, thậm chí mùi hương ở cách đó 500 mét, cậu ấy cũng có thể phân biệt được. Chó cảnh sát cũng không sánh bằng cậu ấy, còn khổng tước đỏ chính là một chuyên gia cải trang vô cùng tinh vi thuật ngụy trang của cô gái này thậm chí còn có thể hoàn toàn biến đổi một người, vô cùng lợi hại. Nghe Triệu Khôn Sơn nói như thế, Diệp Thu như đang suy nghĩ gì đó gật đầu một cái. Xem ra bốn người này đều là những người có kỹ thuật cao. Cũng chẳng trách vì sao bọn họ có thể phá được nhiều vụ án lớn như thế. Nếu không có một chút khả năng nào, chỉ dựa vào may mắn thì chắc chắn không làm được. Sao, cậu Diệp, năng lực của bốn người này cũng không cần phải nói gì nữa rồi lần này tôi đặc biệt mong lãnh đạo phái xuống chỉ muốn bốn người này có thể hỗ trợ cậu một chút dưới sự hướng dẫn của cậu thì sẽ mau chóng phá được vụ án này cậu cảm thấy thế nào triệu khôn sơn đưa mắt nhìn diệp thu mỉm cười hỏi thế nhưng diệp thu còn chưa kịp lên tiếng thì đội trưởng bạo long của đội thiên võng này đã không nhịn được lên tiếng cục trưởng triệu e rằng chuyện này không phù hợp quy tắc ông hoàn toàn tiến nhiệm năng lực của chúng tôi chúng tôi có thể hiểu được cho dù ông có tìm một người ngoài để gia nhập vào đội của chúng tôi thì cũng được đi, thế nhưng dựa vào cái gì mà chúng tôi phải giúp cái tên này? Nghe theo sự chỉ huy của anh ta, thật sự lỗi, chúng tôi không thể làm thế được. Người này nhìn cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi một chút, có bản lĩnh thế nào chúng tôi vẫn chưa biết, sao có thể bảo chúng tôi nghe lời anh ta được? Chuyện này thật sự không công bằng. Mèo mập bĩu môi lên tiếng, vô cùng không phục lên tiếng chắc hẳn cục trưởng triệu cũng biết rõ năng lực của tiểu đội thiên võng chúng tôi chúng tôi đảm bảo trong vòng một tuần lễ chúng tôi sẽ giúp các ngài tìm ra được manh mối thì chắc chắn chúng tôi sẽ làm được không cần người ngoài phải nhúng tay vào không tước đỏ cũng nhíu mày bất mãn lên tiếng tôi nghe đội trưởng của chúng tôi hắc la le lưỡi nghịch ngợm lên tiếng hiển nhiên bốn người này đều thống nhất ý kiến đó chính là từ chối việc diệp thu chỉ huy thậm chí hoàn toàn từ chối việc cho diệp thu gia nhập vào đội Điều này khiến Triệu Khôn Sơn cảm thấy bất lực không biết nên làm gì. Hay quá lại hết rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 286, đồng ý phục vụ. Nếu sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, Triệu Khôn Sơn sẽ tới nói chuyện với bốn người của tiểu đội Thiên Võ này trước. Chắc chắn nếu làm vậy thì cũng sẽ không đến nổi cứng rắn như bây giờ. Nếu những người khác thì còn dễ thuyết phục, thế nhưng với thân phận đặc biệt như Diệp Thu, lại là một người mà bên trên đã chỉ đích danh kêu ông ta đặc biệt để mắt tới vì thế bây giờ ông ta mới mời diệp thu tới đây thế nhưng bốn người của tiểu đội thiên võng lại bài xích diệp thu điều này khiến triệu khôn sơn không biết nên giải thích với diệp thu thế nào mới tốt cậu diệp cậu nhìn chuyện này triệu khôn sơn quay mặt nhìn diệp thu vẻ mặt không biết nên làm thế nào không sao nếu bọn họ không hoan nghênh tôi vậy thì tôi cũng không có cách nào hợp tác với họ thế thì bây giờ ông có hai sự lựa chọn một là chọn họ hai là chọn tôi diệp thu cười nhạt lên tiếng anh không hề cảm thấy tức giận một chút nào dù sao thì anh vốn cũng chỉ tới đây để giúp đỡ chứ cũng không phải là phải phá án bằng mọi giá nếu có người có thể giải quyết vụ án này vậy thì anh chỉ mong có thể về nhà với vợ sớm một chút thôi để chúng tôi đi sao ha ha lớn tiếng quá nhỉ Nói như thế thì cậu cảm thấy cậu có năng lực có thể một mình giải quyết vụ án lần này sao? Thật là buồn cười. Bạo Long liếc Diệp Thu một cái, vẻ mặt khinh thường lên tiếng diễu cợt anh. Đúng vậy, tuổi tác cũng không quá lớn, thế mà lại lớn tiếng như thế. Tôi thu hồi lời nói vừa nãy của mình, không cậu không có năng lực mà tôi cảm thấy năng lực của cậu chắc chỉ là kiêu ngạo thôi đúng không? Ha ha ha. Mèo mập bét miệng cười to, lên tiếng châm chọc Diệp Thu thanh niên bây giờ thật đúng là không biết trời cao đất dày. Khổng tước đỏ khinh bỉ cười nhạt. Mà Hắc La chỉ nhìn chằm chằm vào máy tính sách tay của mình, dường như cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không có gì có sức hút hơn máy tính của cô ta. Đối mặt với sự diếu cợt của tiểu đội thiên võng, Diệp Thu dường như cũng không thèm để ý, sắc mặt vẫn cô cùng bình thản, cười nói cục trưởng triệu, ông quyết định thế nào. Ông cứ quyết định theo ý của ông đi, tôi chấp nhận được hết, ông cũng đừng lo tôi sẽ tức giận. Tôi chẳng quan tâm chút chuyện nhỏ này đâu. Chuyện này, Triệu Khôn Sơn do dự một chút, nói thế nào thì ông ta cũng không thể để Diệp Thu đi được. Dù sao thì Diệp Thu cũng là chuyên gia phá án được bên trên đề cử, điều này cũng khiến ông ta cảm thấy vô cùng có lòng tin với Diệp Thu. Huống hồ chi với thân phận đặc biệt của Diệp Thu thì nếu có thể mời Diệp Thu tới mà bây giờ lại để anh đi vậy thì chẳng phải đi đùa người khác hay sao? Nếu để cho sở trưởng biết vậy thì, nghĩ tới đây Triệu Khôn Sơn đã chuẩn bị thương lượng với tiểu đội thiên võng một chút. Nếu tiểu đội thiên võng đồng ý trợ giúp Diệp Thu vậy đương nhiên tất cả sẽ cùng vui rồi. Nếu không đồng ý vậy thì ông ta cũng chỉ có thể để tiểu đội thiên võng rời đi. Vì thế, Triệu Khôn Sơn nhanh chóng nhìn về phía Bạo Long của tiểu đội thiên võng, lên tiếng thương lượng, đội trưởng Bạo Long, mong mọi người hãy tin tưởng vào quyết định của Cục Cảnh sát chúng tôi. Chúng tôi mời cậu Diệp tới đây cũng là có nguyên nhân cả, Tôi hy vọng mọi người có thể đồng ý ở cậu cậu Diệp, dùng thời gian ngắn nhất để cùng điều tra, phá được vụ án lần này. Như thế đối với mọi người mà nói cũng đều là kết quả tốt, cậu đồng ý không? Đừng làm khó tôi nữa. Cục trưởng Triệu, nếu ngài đã nói đến như thế thì tôi cũng sẽ nể mặt ngài. Ngài là một cục trưởng tốt, tiểu đội thiên võng của chúng tôi vẫn luôn rất kính trọng ngài. Lời của ngài đương nhiên chúng tôi sẽ nghe, nếu muốn để chúng tôi trợ giúp cái tên nhóc này nghe theo sự chỉ huy của cậu ta vậy thì cũng được thôi. Thế nhưng trước tiên cậu ấy phải tiếp nhận sự khiêu chiến của chúng tôi, hơn nữa còn phải thuyết phục được chúng tôi, để chúng tôi tâm phục khẩu phục vậy thì mới công bằng. Bạo Long nhìn Triệu Khôn Sơn, tuyết miệng cười nói. Không sai, nếu muốn chúng tôi nghe lời cậu ta vậy thì hãy để chúng tôi thấy được thực lực của cái tên này đi. Chỉ cần cậu ta có thể thắng chúng tôi vậy thì chúng tôi sẽ nghe theo lời cậu ta vô điều kiện. Mèo mập cũng gật đầu một cái, tràn đầy tự tin lên tiếng. Bởi vì theo như những gì anh ta thấy, Diệp Thu có thể thắng là chuyện không thể nào. Phải biết rằng, bốn người tiểu đội thiên võng của bọn họ, trên các lĩnh vực mặc dù không thể nói là cao cấp nhất nước thế nhưng tối thiểu thì trên toàn bộ tỉnh Thiên Nam, nếu có người nào muốn vượt qua bọn họ thì chắc chắn sẽ không có. Thế nhưng hôm nay, lại có một tên chỉ mới hơn 20 tuổi như Diệp Thu thế mà sao có thể thắng bọn họ được chứ? Đó hoàn toàn là chuyện không thể nào nghe hai người họ nói xong triệu khôn sơn cũng nhíu mày một cái ngay sau đó cũng không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn diệp thu lên tiếng hỏi cậu diệp cậu có nguyện ý so tài với mấy người này một chút không diệp thu suy nghĩ một chút cảm thấy có chút nhàm chán bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vụ án sau đó về nhà với vợ anh mà thôi vì thế anh cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh rỗi để thi đấu với đám người này đâu đây là một việc vô cùng lãng phí thời gian thế nhưng thế diệp thu không lên tiếng bốn người của tiểu đội thiên võng còn tưởng rằng anh đang sợ này tại sao lại không nói gì đi chứ không phải mới vừa rồi vẫn còn ngạo mạn như thế sao nói cục trưởng triệu để chúng tôi đi mọi mình cậu cũng có thể phá án nếu cậu có tự tin như thế thì sao bây giờ không dám đấu với bọn tôi một lần bạo long liếc nhìn diệp thu lạnh lùng diễu cợt lên tiếng đúng thế chỉ là một tên khoác lác mà thôi khi đến lúc thi đấu thật sự lại sợ hãi thật sự là một tên nhóc vô dụng mau đi nhanh đi mèo mập khinh bỉ lên tiếng châm chọc cũng chẳng làm được gì khổng tước đỏ lắc đầu một cái ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt duy chỉ có một mình hắc la từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cũng không biết cô ta đang nghiên cứu gì diệp thu nhíu mày anh muốn nói với triệu khôn sơn rằng mình sẽ đi thế nhưng tiểu đội thiên võng này thật sự có chút dọa người làm như anh thật sự tới đây để giành công với họ vậy. Anh vốn không muốn quản nhiều chuyện vớ vẩn như thế đấy. Đúng là quá đáng mà, nghĩ tới đây, Diệp Thu nhìn Triệu Khôn Sơn hỏi, có phải sau khi thi đấu xong thì có thể bắt đầu nghiên cứu vụ án không? Đương nhiên rồi, thế nhưng cậu Diệp này, nếu cậu thật sự không muốn so tài vậy thì cũng có thể từ chối, tôi sẽ cho bọn họ đi. Triệu Khôn Sơn gật đầu một cái, cười mỉa lên tiếng. Cũng không cần làm thế đâu, diệp thu khoát tay một cái ngay sau đó nhìn về phía bốn người của tiểu đội thiên võng thản nhiên nói các người muốn so tài đúng không vậy thì tôi đồng ý tham gia anh vừa nói xong bốn người tiểu đội thiên võng liền cảm thấy sững sờ bao gồm cả hắc la người vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính từ đầu đến cuối cũng bất ngờ nhìn diệp thu một cái hiển nhiên là bọn họ không ngờ diệp thu lại dám đồng ý so tài không thể không nói Điều này thật sự đúng là tự tìm đến cái chết. Phải biết rằng, trong bốn người họ nếu chọn bất kỳ người nào thì cũng hơn người. Cho dù Diệp Thu chọn bất cứ người nào trong bốn người này để so tài thì chắc chắn sẽ là tự ngược bản thân mình. Chương 287, hạng mục huấn luyện của Lang Nha. Thấy vậy, trong mắt bốn người tiểu đội thiên võng tràn ngập sự khinh thường. Họ cảm thấy, chắc chắn cuối cùng Diệp Thu sẽ chọn Hắc La. Bởi vì cho dù từ khí thế hay từ vẻ ngoài, dáng vẻ của Hắc La đáng yêu như vậy, dễ thương như vậy, dễ ức hiếp nhất. Cho nên họ cảm thấy, chắc chắn Diệp Thu sẽ chọn quả hồng mềm, Hắc La. Nhưng, nếu Diệp Thu thật sự cho rằng Hắc La là quả hồng mềm, chọn chúng Hắc La thì đó mới là điều ngu ngốc nhất. Bởi vì nhìn khắp cả tỉnh Thiên Nam, kỹ thuật hacker của Hắc La gần như vô địch. Chỉ bằng Diệp Thu thì chắc chắn sẽ bị Hắc La đánh đập đến mình đầy thương. Cho nên giờ phút này, bốn người của tiểu đội thiên võng đều đang chờ xem Diệp Thu trở thành trò cười. Nhưng mà, sau khi Diệp Thu quét qua một lượt qua người bọn họ, cuối cùng lại nhìn đến đội trưởng Bạo Long của tiểu đội thiên võng, thản nhiên nói anh đi. Vừa nói ra lời này, bốn người tiểu đội thiên võng đều sửng sốt, trong mắt đầy dẫy nỗi khiếp sợ. Phải biết rằng trước đó bọn họ đều cảm thấy chắc chắn 100% là Diệp Thu sẽ chọn chúng Hắc La. Bởi vì chỉ cần là người thường, chắc chắn sẽ chọn xuống tay với Hắc La. Nhưng mà điều họ không ngờ tới chính là Diệp Thu vừa đến đã chọn thẳng đội trưởng Bạo Long. Điều này thật ra nằm ngoài dự kiến của họ. Bạo Long là người thế nào? Trước đây chính là huấn luyện viên của bộ đội đặc chủng Lang Nha, tuyệt đối là nhân vật lợi hại. Phó công cực cao, tinh thông các loại súng ống, có thể nói tinh anh toàn diện. Muốn tìm được nhược điểm của một người như anh ta là một việc cực kỳ khó. Nhưng Diệp Thu lại chọn anh ta. Để làm gì chứ? Cảm thấy cuộc sống của mình quá thoải mái tự tại, muốn tìm ngược đãi để gặp đả kích một chút sao? Ngay lập tức, ánh mắt của bốn người tiểu đội Thiên Võng nhìn Diệp Thu, giống như đang nhìn một tên điên. Cậu chắc chứ? Bạo Long nhìn Diệp Thu, cố nhịn cười hỏi. Sao nào, không phải là anh không dám chứ? Khóe môi Diệp Thu hơi cong lên, vẻ mặt đầy ẩn ý hỏi. Ha ha ha. Lời này vừa nói ra, bốn người tiểu đội Thiên Võng lập tức khinh thường cười phá lên. Ôi mẹ ơi, thật sự từ trước tới nay tôi mới được nghe chuyện buồn cười thế này, đây là chuyện cười hay nhất tôi từng nghe. Người trẻ tuổi, xin anh đừng tìm đường chết được không? Phỉ Miêu nhìn Diệp Thu, vẻ mặt khinh thường châm biếm nói. Đúng là không biết sống chết, khiêu chiến với đội trưởng của chúng tôi sẽ trở thành quyết định đáng hối hận nhất của đời anh. Hồng Không tước lườm Diệp Thu một cái, cười lạnh khinh thường nói. Thật sự muốn khiêu chiến với đội trưởng của chúng tôi sao? đội trưởng của chúng tôi rất mạnh có thể hành hạ anh đến khóc đấy hắc la chề cái miệng nhỏ giống như hoàn toàn không xem trọng diệp thu người trẻ tuổi tôi cho cậu một cơ hội lựa chọn nữa cậu có thể thu hồi lời vừa rồi chọn lại một lần nữa bạo long nhìn diệp thu vẻ mặt khinh thường nói không cần bắt đầu luôn đi thời gian của tôi có hạn diệp thu lắc đầu thản nhiên nói được có gan đấy một khi đã hy vọng bị hành hạ như vậy thì dù thế nào đi nữa cậu cũng đừng không chịu nổi rồi khóc thành tiếng nhé bạo long khinh miệt lắc đầu cười lập tức nhìn diệp thu rất khinh thường nói cũng đừng nói tôi ức hiếp cậu nói đi cậu muốn đấu thế nào tôi nghe theo cậu trước đây anh đã từng là huấn luyện viên của lang nha chúng ta đấu ba hạng mục huấn luyện trụ cột của lang nha các người đi diệp thu suy nghĩ một chút thản nhiên nói hả cả người bạo long sửng sốt có chút ngoài ý muốn hỏi, ý cậu nói là bắn súng lục 50 mét với mục tiêu chuyển động nhanh, mang phụ trọng và chạy bộ 30 cây em, tay không đọ sức, chính là ba hạng mục huấn luyện trụ cột này sao? Đúng vậy, chính là ba cái này, bản thân anh là huấn luyện viên, hẳn là am hiểu nhất, chúng ta đấu ba cái này đi. Diệp Thu gật đầu, thản nhiên nói. Ái trà, có chút thú vị đấy. Xem ra cậu hiểu rất rõ về bộ đội đặc chủng lang nha chúng tôi, ngay cả ba hạng mục huấn luyện trụ cột nhất cũng biết bạo long cười đầy ẩn ý lập tức nhìn diệp thu vẻ mặt khinh miệt hỏi chẳng qua cậu xác định muốn đấu với tôi những cái đó sao tôi sợ cậu sẽ bị tôi ngược tới mức choáng váng nếu muốn khiêu chiến anh vậy phải chiến thắng anh ở những phương diện mà anh am hiểu nhất như vậy mới có thể khiến anh hoàn toàn chịu phục diệp thu thản nhiên nói tốt lắm có dũng khí vậy chúng ta bắt đầu đi bạo long khởi động cổ một chút vẻ mặt khinh miệt cười lạnh nói cậu diệp cậu thế này triệu khôn sơn lo lắng là diệp thu sẽ thua vẫn muốn khuyên nhủ diệp thu dù sao ba hạng mục trụ cột này là thứ mà lang nha rất am hiểu cuống hồ bạo long từng là huấn luyện viên của lang nha lấy cái gì để đấu đây đương nhiên diệp thu biết triệu khôn sơn muốn nói gì trực tiếp xua tay thản nhiên nói giúp tôi chuẩn bị một chút đi nghe thấy diệp thu nói những lời này triệu khôn sơn chỉ có thể thở dài một hơi đi chuẩn bị trước Cục cảnh sát thành phố cũng có sân huấn luyện bắn súng cho nên việc chuẩn bị hạng bắn súng lục 50 mét với mục tiêu chuyển động cũng không có vấn đề gì. Rất nhanh, mọi thứ đã được sắp xếp xong. Diệp Thu và tiểu đội thiên võng đến trước sân tập bắn. Mà không ít cảnh sát của cục cảnh sát vừa nghe thấy có người muốn đấu với đội trưởng Bạo Long của tiểu đội thiên võng cũng đều nhanh chóng chạy tới vây xem, trong đó bao gồm cả Hàn Tiêu Tiêu. Diệp Thu, anh điên rồi, Bạo Long không phải vương hàng, anh ta là từng là huấn luyện viên của bộ đội đặc chủng Lang Nha, anh đấu kỹ thuật bắn súng với anh ta ư? Lại còn với mục tiêu chuyển động nhanh, này không phải anh tự tìm ngược đãi sao? Hàn Tiêu Tiêu lườm Diệp Thu một cái, tức giận nói. Còn chưa chắc là ai ngược đãi ai, cảnh sát Hàn, tin tưởng tôi một chút đi. Diệp Thu cười nhạt nói. Anh, hai, anh đấy, một hồi không nhìn thấy anh, anh đã gây chuyện cho tôi, để tôi xem lát nữa anh thua rồi anh sẽ kết thúc chuyện này thế nào. Hàn Tiêu Tiêu thở dài một hơi, vô cùng bất đắc dĩ nói: "Yên tâm đi, đã khi nào tôi khiến cô thất vọng chưa?" Diệp Thu cười nhạt, lập tức xoay người đi vào tuyến bắn. Cái gọi là bắn súng lục với mục tiêu cách 50m và chuyển động nhanh chính là đứng cách bia ngắm 50m, tiến hành bắn tới bia. Đương nhiên, bia ngắm cũng không phải cố định mà sẽ chuyển động, nhưng lại là chuyển động nhanh. Trong quá trình bắn, bia ngắm sẽ không ngừng chuyển động, thay đổi vị trí mới hoặc là đột một nâng lên, hoặc là đột một hạ xuống, hoặc là xuất hiện từ chỗ nào đó. Tóm lại, tất cả trường hợp đều có thể xảy ra. Cái này thử thách kỹ thuật bắn súng của một người, khả năng phản ứng và năng lực dự đoán trước. Tổng cộng có 30 phát đạn. Ai bắn trúng bia ngắm nhiều nhất, số điểm cao nhất thì tính là người đó thắng. Sau khi xác định quy tắc, Bạo Long trực tiếp cầm lấy khẩu súng lục trên bàn bên cạnh, nhìn Diệp Thu, vẻ mặt khinh miệt nói, cũng đừng nói tôi ức hiếp cậu, để tôi làm trước cho cậu nhìn rõ cái gì gọi là không trượt phát nào. Hy vọng sau khi cậu xem xong, cậu có thể chủ động nhận thua, đừng lãng phí thời gian. Nói xong, Bạo Long tràn đầy tự tin bước vào đường bắn, bắt đầu bắn. Không thể không nói, trước đây từng làm huấn luyện viên của bộ đội đặc chủng Lan Nha nên đường nhiên kỹ thuật bắn súng của Bạo Long là không cần bàn cãi. Có thể xem như đây là kiến thức cơ bản nhất mà anh ta phải nắm giữ. 30 phát đạn bắn ra, không có phát nào không trúng bia. Cho dù bia ngắm chuyển động với tốc độ nhanh nhưng đều bị anh ta bắn trúng. Hơn nữa có 13 phát đều là giữa hồng tâm, đều 10 điểm. Còn lại 17 phát đều là 9 điểm. Phải biết rằng đây là mục tiêu chuyển động nhanh. Thậm chí có những bia ngắm mà ngay từ đầu còn không nhìn thấy vị trí của nó, hoàn toàn là xuất hiện đột ngột. Có thể bắn tất cả viên đạn vào vòng 9 điểm, thậm chí còn có 13 phát là vào vòng 10 điểm. Thành tích này đã cực kỳ khủng khiếp. Chương 288, thần súng trong lúc nhất thời. Toàn bộ sân tập bắn lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều bị kinh ngạc bởi thành tích của Bạo Long. Nhiều người còn nhìn Bạo Long với vẻ mặt sùng bái. Của không hổ là sĩ quan huấn luyện của bộ đội đặc chủng Lang Nha, kỹ thuật bắn súng này siêu thật đấy. Giỏi thật đấy, giỏi quá, nếu tôi mà có kỹ thuật bắn súng như vậy thì đã tốt rồi. Đúng là không ai địch nổi được lát nữa có khi chàng trai kia không dám đấu nữ ý chứ nhỉ, nếu mà vẫn lao vào đấu tiếp thì sẽ bẽ mặt lắm đây. Mọi người ở sân bàn tán sôi nổi. Ngay từ đầu bọn họ đã không xem trọng Diệp Thu. Sau khi được mở rộng tầm mắt với kỹ thuật bắn súng của Bạo Long, tất nhiên là càng xem nhẹ Diệp Thu rồi. Trong suy nghĩ của họ, thắng bại đã định. Trên cơ bản thì không thể có người nào vượt qua được cái thành tích này của Bạo Long, chớ nói chi là Diệp Thu. Kể cả là Hà Tiêu Tiêu, Giờ phút này cô ta cũng lắc đầu thở dài nhìn Diệp Thu. Cô ta đã nói với Diệp Thu từ trước rồi, Bạo Long không phải là vương hàng, kỹ thuật bắn súng biến hóa khôn lường lắm. Nhưng mà Diệp Thu cứ khăng khăng không nghe, cứ muốn đấu. Kết quả bây giờ thì sao? Sắp bị bẽ mặt rồi chứ gì. Điều này làm cho Hàn Tiêu Tiêu cũng chẳng biết làm sao. Nghe thấy tiếng khen ngợi của mọi người, vẻ mặt của Bạo Long rất là đắc ý, sau đó anh ta quay đầu lại nhìn Diệp Thu cười khẩy nói thế nào danh con tôi khuyên anh nên bỏ cuộc đi thì hơn bởi vì anh không phải đối thủ của tôi diệp thu cười nhẹ một cái không nói năng gì anh cầm luôn khẩu súng lục đi tới trước đường bắn thấy vậy bạo long sửng sốt sau đó trong mắt anh ta tràn ngập khinh thường mọi người cũng đều lắc đầu trong suy nghĩ của họ diệp thu làm thế rõ ràng là không biết tự lượng sức mình nhưng mà diệp thu chẳng thèm để ý nhiều như vậy anh bắt đầu bắn luôn. Thực ra, trước khi Diệp Thu nổ súng, mọi người đều chẳng muốn xem. Bởi vì bọn họ nghĩ, bất luận Diệp Thu có bắn thế nào thì cũng chẳng thể giỏi hơn Bạo Long được. Đoàn! Thế nhưng, theo tiếng súng đầu tiên vang lên, phát đạn đầu tiên của Diệp Thu lại bắn vào một cái bia ngắm đang di chuyển trái phải với tốc độ nhanh. Hơn nữa còn bắn trúng hồng tâm, vòng người. Phát súng này làm cho tất cả mọi người đều sững sờ nhưng rất nhanh, mọi người lại lắc đầu. Cho dù Diệp Thu có bắn chúng vòng 10 thì sao chứ? Bạo Long người ta đã bắn được 13 phát vòng 10, 17 phát vòng 9. Thành tích nghịch thiên như thế, cho dù Diệp Thu có cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp được. Đoàn! Nhưng mà... Đúng lúc này, tiếng súng thứ hai vang lên. Phát súng thứ hai của Diệp Thu lại trúng tiếp, hơn nữa lại còn trúng vào vòng 10. Điều này khiến cho mọi người lại ngẩn người lần hai. Tiếp sau đó, phát súng thứ ba của Diệp Thu bắn ra, phát súng thứ tư bắn ra. Cho đến phát súng cuối cùng bắn vào bia ngắm. Mà những phát bắn này, đều không ngoại lệ, bắn chúng hết vào vòng 10. Cho dù là mấy bia ngắm bất ngờ chui ra từ dưới đất, thì đến cả bạo long cũng chỉ có thể bắn được vào vòng 9 của bia ngắm. Diệp Thu thì bắn vào hết vòng 10, chính giữa hồng tâm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều choáng váng, trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ sân huấn luyện tập bắn lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại âm thanh liên tiếp hít khí lạnh. Nhìn vào thành tích nghịch thiên của Diệp Thu, cho dù là những cảnh sát như Hàn Tiêu Tiêu, hay là tiểu đội thiên võng bao gồm cả Bạo Long, đều cực kỳ khiếp sợ. Cả đám trợn to mắt đến nỗi suýt thì trợn lòi ra. Giờ phút này, tận sâu trong đáy lòng bọn họ chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là, tiên sư nó, người này còn là con người ư. 30 phát đạn, bắn trúng vòng 10, chính giữa hồng tâm. Còn có thể biến thái hơn được nữa không? Đến cả bạo long, sĩ quan huấn luyện của lang nha cũng không làm được việc này. Diệp Thu lại làm được. Hơn nữa, đừng thấy vòng 9 và vòng 10 chỉ kém nhau có một vòng. Nhưng tranh lệch về độ khó trong đó là cực kỳ lớn. Thậm chí độ khó của nó còn lớn hơn độ khó từ vòng 1 đến vòng 9 cộng lại. Suy cho cùng thì vòng 10 chỉ là một cái điểm rất nhỏ màu đỏ. Trong quá trình di chuyển rất nhanh, muốn bắn chúng, quả thực là còn khó hơn so với lên trời. Thế mà Diệp Thu lại bắn được 30 phát chúng hồng tâm. Điều này thực sự là không thể tưởng tượng nổi, nếu mà không phải là nhiều người đồng thời tận mắt nhìn thấy. Mà chỉ nghe người khác nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin. Vào giờ phút này, Hàn Tiêu Tiêu đã hiểu ra rồi. Diệp Thu không tự cao tự đại, mà là anh có thực lực này thật khi ấy không có ai coi trọng diệp thu thậm chí là bản thân cô cũng nghĩ như vậy nhưng kết quả là diệp thu lại dùng thực lực để nói với tất cả mọi người cái gì mới là vô súng chân chính trình độ mà hôm nay diệp thu thể hiện ra e rằng đã có thể xưng là thần súng rồi thực sự là quá siêu trong lúc nhất thời cho dù là người vẫn luôn kiêu ngạo như hàn tiêu tiêu cũng phải bội phục diệp thu thế nào anh còn muốn nói gì nữa không Diệp Thu quay đầu nhìn Bạo Long, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhìn ngấm, thản nhiên hỏi. Nghe thấy vậy, sắc mặt Bạo Long lập tức biến đổi, anh ta chỉ cảm thấy mình đang bị tát bôm bốp vào mặt vậy. Nhưng mà, anh ta vẫn không phục lắm, cắn răng nói, hừ, lần này tôi chưa phát huy tốt, cho dù anh thắng, nhưng hai hạng mục tiếp theo, tôi nhất định sẽ thắng anh, anh đừng hòng thắng được tôi. Thế thì tiếp tục thôi. Diệp Thu cười nhạt nói hạng mục tiếp theo mà hai người đấu chính là mang nặng chạy Việt giã 30 cây số. Nghe tên là biết nội dung. Hai người phải chạy 30 cây số, hơn nữa còn phải mang 10 năm cân, ai mà trong thời gian ngắn nhất đến được đích trước thì người đó thắng. Vòng này là so về thể lực và sức chịu đựng của con người. Vì để không làm hỗn loạn trật tự trong thành phố. Triệu Khôn Sơn phái xe chuyên dụng đưa hai người tới khu vực ngoại thành, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn hai cái ba lô nặng 15 cân cho hai người điểm xuất phát đặt ở khu vực ngoại thành điểm cuối vừa khéo đặt ở cục cảnh sát như vậy thì ai chạy về cục cảnh sát trước tiên thì người đó thắng tất nhiên rồi trên đường đi trên đầu hai người sẽ có một cái máy bay không người lái tiến hành theo dõi phòng ngừa có người lén chơi xấu mà chiếc máy bay không người lái này cũng sẽ quay lại hình ảnh rồi truyền về trong cục phát sóng trực tiếp quá trình ở hiện trường như thế thì mọi người ở cục cảnh sát có thể xem được tình hình trận đấu của hai người Khách thầy đã chuẩn bị xong. Mang nặng chạy việt dã 30 cây số chính thức bắt đầu. Dựa vào kinh nghiệm ngày xưa, ngay từ lúc bắt đầu, Bạo Long đã cố tình đi với tốc độ chậm để bảo toàn thể lực, chạy từ từ và kiên trì để có thể hoàn thành chạy nước rút ở đoạn đường cuối. Nhưng Diệp Thu lại hoàn toàn ngược lại. Vừa bắt đầu, Diệp Thu đã chạy với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng sung phong về phía trước, chẳng mấy chốc đã bỏ xa Bạo Long một khoảng. Thấy thế, Bạo Long không những không hoảng hốt, ngược lại vẻ mặt anh ta đầy khinh thường, cười khẩy nói, đúng là một thằng ngu, vừa mới bắt đầu đã chạy hang hái như thế, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết thể lực. Việc dã 30 cây số, chứ không phải là chạy cự ly 100m, vừa bắt đầu đã chạy nhanh như thế thì có tác dụng khỉ gì. Thực ra không riêng Bạo Long nghĩ vậy. Mọi người ở trong cục cảnh sát đang xem phát sóng trực tiếp ở hiện trường thông qua máy bay không người lái. Vừa thấy Diệp Thu dồn sức chạy nhanh ngay từ khi bắt đầu thì cũng lắc đầu. Chương 289, chàng trai này là cặp giò chạy nhanh à? Cứ thế, Diệp Thu nhanh chóng đi trước, rất nhanh đã bỏ xa Bạo Long một đoạn, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của Bạo Long. Thế nhưng, Bạo Long vẫn không vội không gấp, tiếp tục di chuyển với tốc độ bình thường. Theo suy nghĩ của anh ta, nếu mà Diệp Thu cứ chạy tiếp với tốc độ nhanh này thì chẳng bao lâu nữa sẽ kiệt sức dừng lại đến lúc đó, tất nhiên là thắng lợi sẽ thuộc về mình. Nhưng mà, chạy được khoảng một giờ đồng hồ. Dọc theo đường đi, Bạo Long vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thu. Theo đánh giá của anh ta, thể lực của Diệp Thu phải cạn kiệt từ lâu rồi, do đó ngừng ở ven đường nghỉ ngơi mới phải chứ. Nhưng sao bây giờ lại không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thu chứ? Trong khi Bạo Long đang hết sức hoài nghi, điện thoại của anh ta bất ngờ reo lên. Tiếng điện thoại làm cho Bạo Long giật mình, sau đó anh ta vội vàng rút điện thoại ra ấn nút nghe, rất là không kiên nhẫn nói, alo, tôi đang chạy Việt dã đấy, không có việc gì thì cúp đây. Lão đại, là em, phì miêu đây, anh đừng tắt máy vội, em có chuyện nói với anh. Trong điện thoại truyền ra tiếng của phì miêu, nghe thấy thế, Bạo Long ngây ngẩn cả người, nghi hoặc nói, sao vậy? Bên cạnh anh có cái cây hay cái cột điện gì gì đấy không? Phi miêu thử tính hỏi. Cây, cột điện. Bạo Long nhìn lướt qua xung quanh, nghi hoặc nói, có đấy, nhưng cậu hỏi cái này làm gì? Có lời này, anh hãy chuẩn bị tinh thần trước, em có tin xấu phải báo cho anh. Phi miêu cười khổ nói. Cậu bớt sườm già đi, có chuyện thì mau nói, có dám mau thả, sao cậu cứ như đàn bà vậy? Bạo Long bực mình hùng hùng hổ hổ nói. Thế thì em nói nhá, anh nhất định phải đứng vững đấy phi miêu hít sâu một hơi sau đó lắp bắp nói cái kia diệp thu đã về tới đích rồi cái gì bạo long cả kinh trong mắt chừng đến suýt thì rớt ra ngoài vẻ mặt không dám tin hỏi phi miêu cậu không đùa với tôi đấy chứ lão đại giờ đã là lúc nào rồi sao em dám nói đùa với anh chứ những gì em nói là thật chàng trai kia xác thực đã về tới nơi rồi bây giờ đã pha xong trà rồi đang ở đó uống trà kia kìa phi miêu cười khổ nói đù mé. Bạo Long không nhịn được mà chửi thề một tiếng, vẫn còn hơi khó tin hỏi, thằng cha đó là cặp giò chạy nhanh à. 30 cây số, đeo mạng 10 lăn cân, cậu ta chạy về trong một tiếng đồng hồ. Xác định cậu ta không gian lận chứ? Không ạ, à, máy bay không người lái giám sát các anh đấy, có thể chắc chắn rằng chàng trai đó chạy về bằng chân. Chẳng qua là tốc độ của anh ta, đúng là làm cho tất cả mọi người giật mình từ đầu tới cuối anh ta vẫn chạy với tốc độ nhanh hơn nữa không hề dừng lại hay giảm tốc anh ta cứ như là người không bao giờ biết mệt vậy á thậm chí chúng tôi bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc thì anh ta có phải là robot không nữa phi miu rất là bất đắc dĩ nói phải biết rằng từ khi mới bắt đầu cậu ta thấy diệp thu trẻ như vậy thế mà dám thách đấu với bạo long hơn nữa hạng mục thách đấu còn là ba hạng mục nền tảng của lang nha đây rõ ràng là hành vi tìm ngược bởi vì người bình thường thì không thể nào thắng được bạo long ở ba hạng mục này. Nhưng sau khi trải qua 50 mét bắn súng với bia di động nhanh và mang nặng chạy Việt giã 30 cây số, cậu ta mới nhận ra lần này mình đã hoàn toàn nhìn nhầm rồi. Diệp Thu căn bản không phải là người, mà là một quái vật. Một quái vật không thể phỏng đoán theo lẽ thường, nghe Phì Miêu nói xong. Vẻ mặt của Bạo Long hơi ngốc. Bây giờ anh ta có hơi ngẩn ngơ. Bởi vì mọi chuyện thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Trước kia khi ở bộ đội đặc chủng Lang Nha, anh ta thân là sĩ quan huấn luyện, cũng từng gặp qua rất nhiều lính đặc chủng có thiên phú dị bẩm. Nhưng chưa hề có người nào khủng bố giống như Diệp Thu. Cái này thật sự là quá biến thái rồi đi, một tiếng đồng hồ, đeo nặng 10 năm cân, thế mà có thể chạy xong quãng đường 30 cây số. Điều này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của anh ta về giới hạn của con người, cũng khiến cho anh ta có một cảm giác vô lực sâu sắc. Bởi vì ba hạng mục lớn anh ta đã thua hai hạng mục rồi. Lão đại, anh đừng chạy nữa, nghỉ ngơi tại chỗ đi, em sẽ phái xe tới đón anh. Lúc này, Phi Miêu nói qua điện thoại. Không cần, cho dù đã thua trận đấu này, tôi cũng phải kiên trì chạy xong, không nói từ bỏ. Đây mới là tinh thần nên có của một quân nhân. Bạo Long cắn răng, trầm giọng nói. Xuất lời, anh ta trực tiếp cúp điện thoại, đợi đến khi Bạo Long chạy về thì đã là chuyện của một tiếng sau. Mà giờ phút này, Diệp Thu đang ngồi ở trong phòng họp, ung dung tự tại uống trà mà Triệu Khôn Sơn đưa tới. Kia gọi một cái thoải mái, kia một cái thảnh thơi. Một đám cảnh sát vây xung quanh, trên mặt tràn đầy sùng bái và kính nể. Đến cả hàn tiêu tiêu, giờ phút này ánh mắt mà cô nhìn Diệp Thu đã hoàn toàn thay đổi. Cô phát hiện, Diệp Thu là một người đàn ông như mê lộ, làm mình không thể nhìn thấu. Mỗi khi cô nghĩ đây đã là giới hạn của Diệp Thu rồi thì không bao lâu sau, Diệp Thu sẽ lại thay đổi nhận thức của cô một lần nữa. Điều này làm cho Hàn Tiêu Tiêu bây giờ cực kỳ tò mò về Diệp Thu. Mà thường thường một người phụ nữ bắt đầu tò mò về một người đàn ông thì đó chính là bắt đầu của sự rơi vào tay giặc. Bạo Long mệt đến nỗi đổ mồ hôi đầy người, thở hổn hển đi vào phòng họp. Lão đại, ba thành viên của tiểu đội Thiên Võng thấy thế, vội vàng đi lên đón. Mập mạp phụ trách cởi bỏ ba lô nặng trên người Bạo Long. Không không tước vội vàng đưa một chai nước cho Bạo Long. Tránh ra. Bạo Long đẩy người ra, đi thẳng tới trước mặt Diệp Thu. Diệp Thu nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu liếc Bạo Long một cái, cười nhạt nói, "Về rồi à? Tôi đã ở đây đợi anh nửa tiếng rồi đấy." Nghe thấy lời này, khóe miệng Bạo Long co rút dữ dội, anh ta cảm giác mình như đang bị tát bôm bốp vào mặt vậy. Anh ta hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Diệp Thu, cắn răng nói, "Diệp Thu, xem như anh lợi hại hai hạng mục trước này tôi thua tâm phục khẩu phục hạng mục cuối cùng đấu tay không tôi nhất định sẽ thắng anh vẫn muốn đấu nữa à ba trận thắng hai anh đã thua rồi diệp thu bình thản nói đấu nhất định phải đấu hai hạng mục trước là tài nghệ của tôi không bằng người tôi chấp nhận nhưng hạng mục cuối cùng tôi chắc chắc sẽ thắng bạo long cực kỳ bướng bỉnh nói được anh ngồi xuống uống trà trước đi khôi phục khôi phục thể lực bớt để lát nữa tôi thắng anh lại nói tôi thắng không cần võ. Diệp Thu gật đầu, thản nhiên nói. Hừ, Diệp Thu, đấu tay không, tôi đã ở bộ đội luyện suốt 10 năm, tôi không tin anh còn có thể là đối thủ của tôi. Bạo Long hừ lạnh một tiếng, tràn đầy tự tin nói. Sau đó, anh ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cầm một chai nước khoáng, uống ửng ực. Giờ phút này những cảnh sát vây xem xung quanh, cũng không biết nên nói gì mới tốt chương 290, chỉ cần một quyền. Nghỉ ngơi khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Thể lực của Bạo Long cũng xem như là đã khôi phục được tám phần. Nói cho cùng thì là một sĩ quan huấn luyện của Lang Nha, tố chất thể lực của anh ta rất khỏe, hồi sức cũng rất nhanh. Bốp, Bạo Long vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng lên từ trên ghế, trừng mắt nhìn Diệp Thu nói, tôi khỏe rồi, bắt đầu đi, chúng ra ra ngoài tìm một chỗ đất rộng, một đối một đánh đơn. Không cần phiền phức thế đâu, ở đây luôn đi. Diệp Thu khoát tay, thản nhiên nói. Ở đây luôn. Bạo Long ngây ngẩn cả người, sau đó anh ta khinh thường cười lạnh nói, cũng đúng, đối phó với anh, chẳng qua là chuyện trong một hai phút thôi mà. Ở đây luôn đi, cũng đỡ mất thời gian chạy đi chạy lại. Diệp Thu nhấp một ngụm trà nhỏ, cười cười, không nói năng gì. Bạo Long thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, sau đó đi thẳng tới chỗ trống ở bên cạnh, nhìn Diệp Thu lạnh giọng khiêu khích, Diệp Thu, mau mau qua đây chịu ngược đi, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ thủ hạ lưu tình, tuyệt đối không đánh anh thành tàn phế. Diệp Thu khẽ nhách khóe miệng, từ trên ghế đứng lên, đi tới đối diện Bạo Long. Trước khi động thủ, anh còn gì muốn nói nữa không? Bạo Long nhìn Diệp Thu, vẻ mặt khinh thường hỏi. Một quyền. Diệp Thu thản nhiên nói. Hả? Ý gì vậy? Bạo Long sửng sốt, trong lúc nhất thời vẫn chưa hiểu được ý của Diệp Thu đánh bại anh một quyền là đủ diệp thu thản nhiên nói lời này vừa nói ta không chỉ có bạo long ngẩn người tiểu đội thiên võng và cả những cảnh sát đứng xung quanh cũng ngây ngẩn cả người ha 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 rất nhanh trong phòng hội nghị liền vang lên tiếng cười nhạo của bốn người tiểu đội thiên võng diệp thu anh không khỏi ngung cuồng quá rồi đấy anh tưởng mình vừa thắng được hai trận thì anh đã là vô địch thiên hạ rồi đúng không còn một quyền đánh bại lão đại chúng tôi anh nghĩ anh là ai hả một quyền siêu nhân sai mata à vì miêu trợn trắng mắt liếc diệp thu một cái vẻ mặt khinh thường nói diệp thu anh đúng là quá kiêu ngạo quá coi thường lão đại chúng tôi rồi đấy cái này đã định sẵn kết cục cho anh anh chờ mà bị nghiệp quật đi không không tước lạnh lùng nói ô căn cứ theo số liệu phân tích các hạng mục tỷ suất thắng của đội trưởng chúng tôi sẽ cao hơn diệp thu Mặc dù anh đã thắng hai trận, nhưng lần này đúng là anh đã mạnh miệng hơi sớm rồi đấy." Hắc La cong cái miệng nhỏ nhắn, nghiêm trang nói. Hiển nhiên, ba người đều nghĩ Diệp Thu đang nói khoác lác. Đến cả những cảnh sát kia, giờ phút này cũng nhìn Diệp Thu với vẻ mặt quái dị. Bởi vì bọn họ đều cho rằng, lần này Diệp Thu đã nói khoác quá rồi. Cho dù Diệp Thu đã thắng hai trận trước, nhưng Bạo Long cũng chẳng phải người bình thường anh ta là sĩ quan huấn luyện cũ của bộ đội đặc chủng lang nha đó. Diệp Thu lại bảo một quyền là có thể đánh bại anh ta, cái này đúng là có hơi khoa trương. Theo như bọn họ nghĩ, có thể là vì hai trận trước, Diệp Thu giành thắng lợi với ưu thế vượt trội, có hơi bị thắng lợi làm cho mê mẩn đầu óc. Điều này đã dẫn tới Diệp Thu quá phổng mũi. Mà đại chiến sắp tới, càng là người chủ quan thì tất nhiên là cũng càng dễ thua. Diệp Thu nói thật, hai trận trước thua bởi anh tôi thua tâm phục khẩu phục tôi thừa nhận là ở hai hạng mục này anh mạnh hơn tôi thật nhưng mà anh có biết tôi chủ yếu dạy gì ở lang nha không chính là đánh tay không đây là kỹ năng sở trường của tôi đấy thế mà anh lại nói một quyền là có thể đánh bại được tôi ha ha đúng là nói phép không cần giấy tờ bạo long nhìn diệp thu khinh thường cười lạnh nói tôi chỉ đang nói thật mà thôi diệp thu bình thản nói được có khí phách nếu đã như vậy thì hôm nay hãy để tôi nhìn xem, anh làm sao đánh bại tôi bằng một quyền. Sắc mặt bạo long trầm xuống, phẫn nộ nói. Tiếp sau đó, anh ta dùng hai tay nắm vào cái áo cộc màu đen, kéo mạnh một cái. Chỉ nghe thấy một tiếng, soàn soạt. Cái áo cộc màu đen lập tức bị bạo long xé thành hai nửa, rơi xuống sàn. Còn cơ bắp cường tráng trên người bạo long thì hoàn toàn lộ ra ở ngoài không khí. Một thân cơ bắp cường tráng màu đen, mặc dù không có khoang trương như huấn luyện viên thể hình nhưng lại rất rắn chắc như thể ẩn chứa một sức mạnh vô hạn trong đó vậy chỉ nhìn một cái đã làm cho người khác cảm thấy cực kỳ áp lực ở đây có rất nhiều cô gái đã phát sáng cả hai mắt còn đàn ông thì đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ bởi vì bọn họ cũng muốn có được một cơ thể có cơ bắp rắn chắc như vậy thực sự là quá có cảm giác an toàn mà đi kèm với việc bảo long xé nát áo lộ ra cơ bắp trong nháy mắt này, chỉ nhìn từ khí thế bên ngoài. Bạo Long đã áp đảo Diệp Thu rồi. Dù sao thì Bạo Long vốn có chiều cao 1m9, đứng trước mặt Diệp Thu, cao hơn Diệp Thu một cái đầu. Lại phối hợp với cơ bắp cường tráng trên người anh. Cực kỳ có cảm giác áp bách. Nếu là người bình thường, chắc chắn là đã mất hết dũng khí chiến đấu từ lâu rồi. Nhưng mà, từ đầu tới cuối, vẻ mặt của Diệp Thu đều không có tí gợn sóng nào, như kiểu bất cứ chuyện gì trên đời này cũng không liên quan tới anh diệp thu anh chuẩn bị xong chưa bạo long hoạt động cái cổ một chút vung nắm tay của mình cười lạnh hỏi ra tay đi vẻ mặt diệp thu bình tĩnh thản nhiên nói được hôm nay tôi sẽ cho anh biết kết cục của việc khinh thường tôi bạo long lạnh lùng cười một cái sau đó vung nắm đấm hung hăng xông về phía diệp thu một quyền này mang theo khí thế không gì sánh nổi hơn nữa tốc độ rất nhanh người bình thường thì khó mà né được mọi người xung quanh thấy thế không nhịn được mà cảm thán một trận của không hổ là sĩ quan huấn luyện cũ của lang nha thực lực này đúng là không phải nói phét thế nhưng khi bọn họ nhìn về phía diệp thu thì lại giật cả mình bởi vì đối mặt với một quyền đầy lực công kích này diệp thu vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích hoàn toàn không có ý định né tránh một màn này làm cho mọi người giật mình, vẻ mặt rất là ngạc nhiên. Mắt thấy một quyền này của Bạo Long sắp đánh xuống người Diệp Thu. Mọi người đều lắc đầu. Bọn họ biết, trận đấu này hẳn là có kết quả rồi. Bởi vì vào lúc này, chắc chắn là Diệp Thu né không kịp rồi. Mà dựa theo sức lực khủng bố trong nắm đấm của Bạo Long, một quyền này mà đánh vào Diệp Thu, chắc chắn là trong nháy mắt Diệp Thu sẽ mất đi lực chiến đấu. Cho nên bọn họ nghĩ rằng Diệp Thu thua chắc rồi. Thế nhưng, khi mà nắm đấm của Bạo Long đánh vào người Diệp Thu. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này. Diệp Thu hít mắt, không chút sợ hãi hơi nghiêng người. Tiếp sau đó, một quyền cứng rắn của Bạo Long trượt khỏi người Diệp Thu, đánh vào không khí. Một màn này, không chỉ làm cho Bạo Long sướng sờ. Mọi người xung quanh cũng sướng sờ. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt nghiền ngẫm nói kết thúc thôi audio điện tử võ tấn bền. Chương 291, thế thì cô rút đi. Phanh. Chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục vang lên. Sắc mặt Bạo Long nhoáng cái thay đổi, sau đó cả người cong như con tôm, hai tay ôm lấy bụng, quỳ xuống trước mặt Diệp Thu. Ngao. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp phòng họp. Mọi người nhìn thấy một màn này, nháy mắt đều choáng váng. Vừa nãy bọn họ nhìn thấy Diệp Thu không né tránh còn tưởng là thắng bại đã rõ diệp thu thua chắc rồi nhưng điều làm cho bọn họ không ngờ đó là thế cục lại bất ngờ đảo ngược như vậy bạo long bị diệp thu đánh cho một quyền gục xuống điều này khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không ngờ vừa nãy diệp thu nói câu là một quyền là có thể đánh bại bạo long không phải là nói khoác mà là diệp thu trâu bò thật trong lúc nhất thời mọi người lập tức nhìn diệp thu với con mắt khác lão đại Ba người của tiểu đội thiên võng vội vàng tiến lên vây quanh. Lão đại, anh không sao chứ? Phì miêu nhìn bạo long, gương mặt quan tâm hỏi. Sau đó, cậu ta định đi lên đỡ bạo long dậy. Bây giờ tốt nhất là cậu đừng động vào anh ta, nếu không anh ta sẽ càng đau đớn. Diệp Thu Bình thản nói. Mẹ nó, tôi dựa vào cái gì mà nghe anh? Phì miêu trợn trắng mắt nhìn Diệp Thu, sau đó hai tay bắt lấy cánh tay của bạo long, định kéo bạo long lên. Ngao. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm của bạo long còn thống khổ hơn lúc trước, càng thêm thảm thiết. Cái này dọa phì miệu vội vàng buông lỏng cánh tay của bạo long ra, sau đó quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu. Tôi đã nói rồi mà, là tự cậu không nghe. Diệp Thu nhún vai, vẻ mặt vô tội nói. Không phải chỉ là tỉ thí một tí thôi sao? Tại sao anh phải ra tay với lão đại chúng tôi nặng như vậy? Phì miêu hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, dẫn dữ hét lên cái này đã là lực ở mức nhẹ nhất của tôi rồi, không trách tôi được. Diệp Thu bình thản nói. Mà lời mà anh nói, đúng là nói thật. Nếu anh mà dùng sức thật, phỏng chừng bây giờ bạo long đã phế rồi. Nghe thấy lời này, sắc mặt phì miêu cũng biến đổi. Nếu đổi là lúc bắt đầu, cậu ta tuyệt đối sẽ không do dự mà châm biếm Diệp Thu. Bởi vì câu nói này của Diệp Thu quá là kiêu ngạo. Nhưng sau khi trải qua ba trận đấu, cậu ta nhận ra, đúng là Diệp Thu có vốn để nói câu này. Vì thế nên cho dù bây giờ cậu ta đang có một bụng lửa trong bụng, cũng không phát tiết ra được, chỉ có thể chịu đựng. Cứ thế, Bạo Long quỳ trên mặt đất khoảng nửa tiếng đồng hồ, sắc mặt mới tạm xem như là khá hơn một ít. Lúc đau nhất, anh ta đã gắng gượng chịu đựng qua. Dưới sự dìu đỡ của Phỉ Miêu, Bạo Long khó khăn ngồi lên ghế. Chẳng qua, sắc mặt của anh ta lúc này cực kỳ khó coi. Diệp Thu liếc mắt nhìn Bạo Long một cái, bình thản hỏi, anh phục chưa? Bạo Long cắn răng, sau đó hít sâu một hơi, bất đắc dĩ gật đầu, phục rồi, Bạo Long tôi không phải là người không dám nhận thua, theo như cá cược, Diệp Thu, từ nay trở đi, tiểu đội thiên võng sẽ nghe theo sự chỉ huy của anh. Không thể không nói, mặc dù Bạo Long này tính tình nóng nảy, nói chuyện hơi khó nghe. Nhưng cũng được xem như là một chính nhân quân tử, lòng dạ ngay thẳng, không bao giờ quanh co lòng vòng, thua thì nhận thua, tuyệt đối không chơi xấu viện cớ. Điểm này, làm cho Diệp Thu khá là tán thưởng. Sau đó, Bạo Long trực tiếp quay đầu nhìn về phía ba người của tiểu đội thiên võng, hỏi các cậu có ý kiến gì không? Phi Miêu và Hồng Khổng Tước đều lắc đầu. Chỉ còn lại Hắc La là nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn nói tôi có ý kiến. Ừ, ba người Bạo Long, bao gồm cả Diệp Thu cũng giật mình, ào ào nhìn về phía Hắc La, gương mặt tràn đầy nghi hoặc. Diệp Thu, anh đừng hiểu nhầm, tôi không có ý đó, tôi muốn nói là, thế giới của hacker căn bản là anh không hiểu, cho nên lúc cần thiết tôi có thể hỗ trợ kỹ thuật cho anh, nhưng xin thứ cho tôi không thể nghe theo chỉ huy của anh. Anh cũng đừng ra lệnh linh tinh cho tôi. Hắc la nhìn Diệp Thu, giải thích nói. Ồ, nếu mà một khi đã như vậy, Diệp Thu khẽ đảo mắt, thản nhiên nói, vậy anh hãy rút ra khỏi hành động lần này đi, tôi không cần một người không nghe lời ở trong đội ngũ của tôi. Lời này vừa nói ra. Hắc la giật mình. Ba người còn lại của tiểu đội thiên võng cùng với tất cả mọi người đều sững sờ. Diệp Thu, bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, không có sự trợ giúp về kỹ thuật máy tính của Hắc La, tốc độ phá án của chúng tôi sẽ giảm đi rất nhiều. Bạo Long vội vàng nhìn Diệp Thu, khuyên bảo. Đúng thế, trước kia nhóm chúng tôi có thể nhanh chóng tìm được manh mối, hơn một nửa công là của Hắc La, nếu không có cô ấy, chúng tôi giống như kẻ mù không có mắt vậy, sẽ rất khó khăn." Phi Miu cũng nói theo. "Chúng tôi không thể không có Hắc La." "Không không tước lạnh lùng nói. Ai bảo không có Hắc La, chúng ta sẽ không có sự trợ giúp của kỹ thuật máy tính." Diệp Thu lắc đầu, bình thản nói. "Diệp Thu, anh nói không sai, nhưng phóng mắt cả cái tỉnh Thiên Nam này, chắc cũng không tìm được người giỏi hơn Hắc La đâu." Bạo Long nhìn Diệp Thu nói. "Cái đó chưa chắc" Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hắc La, thản nhiên nói: "Cô hãy nhớ rằng, một nhóm thì nhất định phải đoàn kết, đừng có mà làm theo ý mình, không nghe theo người chỉ huy, ít nhất thì nếu như tôi tới làm người lãnh đạo của nhóm này, tôi không cần người như cô, nếu như cô không làm được việc là nghe theo mệnh lệnh của tôi, thế thì mời cô rời khỏi đây. Chuyện có làm được, người khác cũng có thể làm được giống như vậy, thậm chí còn làm tốt hơn cô." Ai? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hắc La chợt biến Hai mắt đỏ bừng hỏi. "Tôi?" Diệp Thu thản nhiên nói. Hắc La ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không dám tin nghi hoặc nói, "Ý anh là, trên phương diện kỹ thuật máy tính, anh có thể làm tốt hơn tôi ư?" "Đúng là như thế." Diệp Thu gật đầu với vẻ mặt bình thản. "Ha ha ha ha." Hắc La lập tức khinh thường cười lạnh, sau đó cô ta nhìn Diệp Thu, vẻ mặt khinh miệt nói, "Diệp Thu, mặc dù vừa nãy anh đã thắng đội trưởng chúng tôi, nhưng nếu như anh nghĩ như thế là có thể dẫm tôi dưới chân thì anh đã quá ngây thơ rồi cuống hồ anh đuổi tôi đi như vậy trong lòng tôi cũng không phục hay là thế này chúng ta đấu một trận đi đấu cái gì diệp thu thản nhiên hỏi thi đấu về kỹ thuật máy tính nếu mà trong thế giới mạng anh có thể đánh bại tôi vậy thì tôi sẽ tâm phục khẩu phục anh từ nay về sau nghe theo mệnh lệnh của anh cho dù anh có bắt tôi rời khỏi vụ này tôi cũng không hề oán giận nhưng nếu như anh thua thì anh phải rút khỏi hành động lần này, không được tham dự vào vụ này. Thế nào, anh có dám đấu với tôi không? Hắc la nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra. Mọi người đều sửng sốt. chương 292, rốt cuộc thì anh có hiểu về máy tính không vậy? Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Phải biết rằng, kỹ thuật máy tính không giống với cái khác. Thí dụ như kỹ thuật bắn súng trước đó cũng tốt, đeo nặng chạy Việt giã cũng tốt, còn cả đánh tay không vừa rồi nữa. Những thứ này đều có thể rèn luyện được. Nhưng kỹ thuật máy tính thì khác. Bình thường thì không tính nữa. Còn hacker đỉnh Ka-so, thông thường là dựa vào thiên phú và chỉ số thông minh. Nói trắng ra, thì cái này là chơi đùa đầu óc. Ai thông minh, ai có thiên phú cao, người đó sẽ giỏi. Mà Hắc vừa vặn chính là một hacker có thiên phúc cực cao. Năm ấy cô ta mới 17 tuổi đã trở thành hacker được ghi danh trên trên bảng xếp hạng của tỉnh Thiên Nam. Cái này nếu không phải là có thiên phú kinh người thì không thể nào mà làm được. Vậy mà bây giờ, Diệp Thu lại muốn đấu kỹ thuật máy tính với Hắc La. Cái này rõ ràng là tìm ngược mà, mặc dù Diệp Thu vừa mới thắng Bạo Long, nhưng lĩnh vực này là một lĩnh vực khác hoàn toàn, Diệp tiên sinh. Triệu Khôn Sơn vội vàng đi lên phía trước, nhìn Diệp Thu rồi khuyên nhủ, hay là bỏ đi đi kỹ thuật máy tính không giống với mấy thứ khác, anh đừng nhìn cô nhóc này tuổi còn nhỏ, nhưng mà giỏi lắm đấy. Cô ấy từng làm tê liệt hệ thống phòng ngự an ninh lợi hại nhất của chúng tôi một tháng trời, hơn nữa ai tới cũng không sửa được, cuối cùng vẫn là cô ấy đích thân tới sửa. Anh đừng đấu với cô ấy nữa, và lại cô ấy cũng đã nói rồi mà, cô ấy chỉ không nghe theo lệnh của anh thôi, cần hỗ trợ kỹ thuật, thì cô ấy vẫn giúp mà, đừng chấp nhặt với cô ấy nữa. Nghe vậy, Diệp Thu mỉm cười lắc đầu, thản nhiên nói, triệu cục, nếu ông đã để tôi tới đây dẫn dắt nhóm này, trước hết tôi sẽ nghĩ cách để tập hợp nhóm này lại với nhau. nếu không đợi đến khi bắt đầu tra án, người này không nghe lệnh, người kia không nghe chỉ huy, tôi dẫn đội thế nào đây? quay đầu ở thời khắc mấu chốt, chắc chắn sẽ gây trở ngại cho tôi. nghe xong lời của diệp thu, triệu khôn sơn cũng sửng sốt, nhất thời ông ta cũng không biết nói gì cho phải, bởi vì những gì diệp thu rất có lý ông ta thân làm cục trưởng đã nhận thức điều này một cách sâu sắc thế tôi có thể giúp gì cho anh triệu khôn sơn nhìn diệp thu cung kính hỏi kiếm một cái laptop tới đây cho tôi là được diệp thu cười nhạt nói laptop thì có nhưng laptop của cục cảnh sát có cấu hình không cao lắm triệu khôn sơn cười khổ nói không sao tùy tiện tìm một cái bàn chỉ cần khởi động bình thường được chạy được là được diệp thu khoát tay mỉm cười nói cái này dễ triệu khôn sơn gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía hàn tiêu tiêu phân phó tiêu tiêu cô đi vào phòng làm việc của tôi lấy cái laptop trên bàn tôi tới đây vâng hàn tiêu tiêu vội vàng xoay người đi chỉ chốc lát sau cô đã cầm một cái laptop trở về diệp thu nhìn thoáng qua máy tính là máy tính mới nhưng cấu hình lại rất là bình thường có khi chơi một cái game ăn gà cũng sẽ sập nhưng dùng để đối phó với con nhóc hắc la này rõ ràng là không có vấn đề gì lớn cảm ơn hàn cảnh quan diệp thu nhận cái laptop từ trong tay hàn tiêu tiêu mỉm cười nói thế nhưng lần này hàn tiêu tiêu lại không nói móc diệp thu giống như mọi khi ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên cúi đầu xuống vội vàng xoay người đi sang bên cạnh điều này làm cho diệp thu cũng giật mình anh nhìn bóng lưng của hàn tiêu tiêu trên mặt tràn đầy nghi hoặc Hàn Tiêu Tiêu sao thấy nhỉ? Như thể biến thành một người khác vậy. Nhưng mà, anh cũng không nghĩ nhiều đến việc này nữa, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hắc La, thản nhiên nói, bắt đầu chứ nhỉ? Anh dùng luôn cái máy tính này á? À? Hắc La liếc mắt nhìn cái laptop trong tay Diệp Thu, ánh mắt rất là ngạc nhiên. Phải biết rằng, thân là một hacker, yêu cầu dành cho máy tính rất là cao. Đặc biệt là cuộc chiến giữa các hacker, dưới tác động của một lượng lớn dữ liệu ảo, nếu cấu hình máy tính không tốt, một khi không chịu nổi, máy tính bị treo thì hoàn toàn có thể bị hạ gục. Mà cái laptop mà Hắc La dùng, đừng nhìn bên ngoài nó bình thường như thế, nhưng trong đó có cản khôn đấy. Tất cả cấu hình đều là hàng đầu. Cô mua cái laptop này tốn 10 vạn tệ tiền tiêu vặt đấy. Có thể nói sức chiến đấu của các laptop này tồn tại như một vô địch. Cái gọi là anh hùng xứng với ngựa tốt, đầu bếp giỏi xứng với dao sắc. Hacker cũng thế mà cô đã dựa vào cái máy tính này mới có thể đại sát tứ phương trong giới hacker đánh thẳng tới đầu bảng trong danh sách các hacker đứng đầu ở tỉnh thiên nam cho nên nói không thể bỏ qua công lao của chiếc máy tính này mà hiện tại diệp thu lại tùy tiện cầm một cái laptop tới để đấu với cô điều này làm cho cô rất là khó hiểu bởi vì cái này giống như là đi một chiếc xe đạp mà phải đua với một chiếc ô tô thể thao vậy nó không cùng đẳng cấp một tí nào sao thế không được à? Diệp Thu khẽ nhếch miệng, mỉm cười hỏi. Rốt cuộc thì anh có hiểu về máy tính không vậy? Hắc la trợn trắng mắt liếc Diệp Thu một cái, buồn bực hỏi. Cô đừng lo tôi có hiểu hay không, có thể bắt đầu tỉ thí được chưa? Diệp Thu thản nhiên nói. Được, đây là tự anh tìm ngược đấy nhá, đừng trách bản cô nương không khách khí. Hắc la cười lạnh gật đầu, cắn răng nói. Sau đó, cô ngồi xuống trước máy tính của mình, ba người còn lại của tiểu đội thiên võng cũng nhanh chóng đi tới phía sau hắc la hắc la chị xem trọng em làm cho tốt chắc chắn là em đánh bại được anh ta không khổng tước vỗ vai hắc la cổ vũ nói đúng đấy diệp thu này thật là bành trướng vậy mà dám khiêu chiến tiểu hắc la của chúng ta trên thế giới mạng đúng là tìm ngược mà phì miêu nói với vẻ mặt khinh thường hai người nói bất hai câu đi bạo long chừng mắt nhìn hai người một cái lạnh giọng nói Người xưa có câu, ngã một lần khôn lên một chút. Bây giờ anh ta không dám xem thường Diệp Thu nữa rồi. Dù sao thì những chuyện phát sinh trước đó đều là bài học xương máu. Trong suy nghĩ của anh ta, nếu Diệp Thu đã dám nhận trận tỉ thí này, thì chắc chắc là anh có nắm chắc, không cho phép khinh thường. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Thu ôm laptop ngồi ở phía đối diện, sau đó anh nhìn Hắc La hỏi, nói đi, cô muốn so cái gì? Rất đơn giản, tôi anh từng người sẽ xây dựng một cái tường lửa cho riêng mình, sau đó chúng ta tấn công lẫn nhau, người nào mà trong thời gian ngắn nhất đánh tan được tường lửa của đối phương, thì coi như người đó thắng, thế nào? Hắc La nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói. Không thành vấn đề, thế thì bắt đầu đi. Diệp Thu gật đầu. Sau đó, hai người liền bắt đầu xây dựng tường lửa cho máy tính của mình. Cạch cạch cạch, một chuỗi tiếng gõ bàn phím liên tiếp vang lên trong phòng họp mọi người đều không kìm lòng được mà nhìn về phía Hắc La. Bởi vì tiếng gõ bàn phím này phát ra từ chỗ cô. Chỉ thấy giờ phút này, 10 ngón tay mềm mại mảnh mai của cô đang đặt trên bàn phím, gõ nhanh như đang khiêu vũ. Tốc độ kia thật sự là quá nhanh, quá thuần thục, có thể nói là mây bay nước chảy. Mặc dù mọi người nhìn thì không hiểu cụ thể rốt cuộc thì Hắc La đang làm cái gì nhưng cứ nhìn tốc độ gõ phím và mức độ thuần thục này của Hắc La thì đã không nhịn được mà cảm thán. Hacker không hổ là hacker, chương 293, vậy mà lại chặn được sao bởi vì ngay tại thời điểm này. Diệp Thu đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chỉ dùng hai ngón trỏ trái phải, không nhanh không chậm ấn bàn phím. Dáng vẻ kia, trông giống như một tay mơ mới tiếp xúc với máy tính vậy, từng ngón một gõ xuống đừng nói là muốn so với tốc độ tay cực nhanh của hắc la mà e rằng vì tiện tìm một thư ký nào trong đồn cảnh sát cũng đều có thể nhanh hơn tốc độ của diệp thu nhìn diệp thu cứ từng ngón một gõ xuống như vậy trông thế nào cũng không giống như một đại thần máy tính cả đã thế tại sao anh lại dám nhận lời thách đấu của hắc la chứ chẳng lẽ chỉ vì sĩ diện hão ư nhưng nếu thua chẳng phải còn nhục nhã hơn sao hay là Diệp Thu cảm thấy mình vừa thắng được Bạo Long nên vô địch thiên hạ rồi. Ừ, rất có thể là như vậy. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt mọi người nhìn Diệp Thu càng trở nên quái dị. Phụt, Phì Miêu liếc mắt nhìn Diệp Thu, suýt chút nữa cũng không nhịn được mà phụt cười. Cậu ta vội vàng dùng tay khèo Bạo Long cùng Hồng Khổng Tước bên cạnh, châm chọc nói, "Trời ạ, à, hai người nhìn Diệp Thu kìa." Nghe thấy lời này, Bạo Long cùng Hồng Khổng Tước nhìn về phía Diệp Thu khi bọn họ thấy kỹ thuật gõ từng ngón một kia của diệp thu cũng đều sững sờ ha 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 tên này tới đây để chọc cười đúng không xem ra chiến thắng vừa rồi thật sự đã làm cho anh ta mê muội đầu óc rồi không không tước không khỏi cười nhạo trái lại bạo long lại nheo mắt trong lòng nghi ngờ tự hỏi tình huống gì thế này chẳng lẽ diệp thu đang giả bộ sao nhìn cách gõ bàn phím của anh không hề giống như một người dành về máy tính nghĩ đến đây bạo long cũng nhíu mày cục trưởng rốt cuộc diệp thu có biết dùng máy tính không vậy hàn tiêu tiêu đi tới bên triệu khôn sơn vẻ mặt khó hiểu nhìn ông ta hỏi cái này tôi cũng không biết triệu khôn sơn lắc đầu ông ta ngược lại rất muốn nói là diệp thu vô cùng hiểu đấy nhưng nhìn bộ dạng gõ chữ bằng một hai ngón tay của diệp thu làm ông ta không thể nhắm mắt nói mò được ông không phải biết rõ về diệp thu sao hàn tiêu tiêu thắc mắc hỏi làm gì có tôi chỉ biết cậu ta là nhân vật được cấp trên giao phó chăm sóc chứ tôi không hiểu cậu ta bằng cô nữa mà triệu khôn sơn lắc đầu bất đắc dĩ nói tuy nhiên người nói vô tình người nghe hữu ý hàn tiêu tiêu nghe những lời này của triệu khôn sơn xong khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ ửng lên vội vàng giải thích chuyện đó làm gì có tôi mới không hiểu anh ta ấy tôi với anh ta một chút cũng không quen hử triệu khôn sơn nhíu mày lại ngay sau đó liếc nhìn hàn tiêu tiêu khi ông ta chú ý tới vẻ mặt đỏ bừng của hàn tiêu tiêu lập tức hiểu rõ mọi thứ nhưng mà ông ta cũng không vạch trần chỉ cười nói đã như thế chúng ta chỉ có thể chờ kết quả thôi được rồi hàn tiêu tiêu không biết làm sao cả đành gật đầu sau đó nhìn về phía diệp thu trong lòng lo lắng nói chẳng lẽ lần này anh thật sự phải thua sao Thật ra Hàn Tiêu Tiêu không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Tất cả mọi người ở đây sau khi nhìn thấy kỹ năng gõ từng ngón một của Diệp Thu, cũng không thể nhìn nổi nữa. Bọn họ cảm thấy Diệp Thu có thể thắng được Bạo Long về sức mạnh, nhưng muốn đánh bại Hắc La trong thế giới mạng, không thể nào. Cứ như vậy, dưới cái nhìn soi mói của mọi người, khoảng chừng 10 phút trôi qua, Hắc La lấy tốc độ cực nhanh đã gõ xong chuỗi mã cuối cùng ngay sau đó vỗ tay một cái, mặt đầy đắc ý nói, việc lớn đã xong, bổn cô nương đây đã xây xong tường lửa rồi. Nói xong, Hắc La trực tiếp ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Diệp Thu, cười lạnh hỏi, còn anh thì sao Diệp Thu, anh làm xong tường lửa chưa? Diệp Thu ngừng gõ bàn phím, gật đầu, mỉm cười nói, tôi cũng xong rồi. Cũng khá nhanh đấy, nhưng không biết có chịu nổi một kích không nhỉ. Hắc La châm chọc cười một tiếng, rồi nhìn Diệp Thu hỏi, "Nói đi, ai đến trước?" "Ưu tiên phụ nữ, cô trước đi." Diệp Thu thản nhiên nói. "Được, vậy tôi sẽ không khách khí đâu." Hắc La cười lạnh gật đầu, lập tức trực tiếp kết nối mạng, thông qua địa chỉ IP bắt đầu tìm máy tính của Diệp Thu trên internet. Thật ra thì cái này cũng dễ tìm thôi, dù sao hai người cũng đang ngồi đối mặt với nhau, hơn nữa đều được kết nối với mạng của đồn cảnh sát cho nên hắc la chỉ mất khoảng chừng một phút đã tìm ra được máy tính của diệp thu diệp thu bổn cô nương đây sẽ cho anh biết thế nào là kỹ năng của một hacker chân chính hắc la cười lạnh một tiếng ngay sau đó bắt đầu dùng máy tính phá vỡ bức tường lửa mà diệp thu vừa tạo ra trải qua một hồi phân tích cả người hắc la hơi sửng sốt một chút rồi lại không nhịn được mà cười châm biếm bởi vì thông qua phân tích cô ta phát hiện ra rằng tường lửa của diệp thu lại là nền tảng tường lửa ban đầu của máy tính nói cách khác trong khoảng thời gian vừa rồi diệp thu cũng không hề tạo ra một bức tường lửa mới kiên cố hơn cái cũ gì cả anh ta thậm chí còn định sử dụng nền tảng tường lửa ban đầu của máy tính để tấn công cô ta nữa chứ chuyện này thật sự quá buồn cười nên biết nền tảng tường lửa ban đầu của máy tính ở trong mắt hacker nó có thể xem là thứ rác rưởi nhất dễ dàng phá vỡ nhất thậm chí có hay không cũng không hề khác biệt thế mà bây giờ diệp thu lại dựa vào tường lửa ban đầu để ngăn chặn các đợt tấn công của cô ta điều này giống như cầm một mảnh thủy tinh thông thường với ý định ngăn chặn sức công phá của đại bác vậy vậy cũng có thể sao hiển nhiên không thể nào diệp thu tôi thật sự không biết phải nói với anh cái gì nữa nếu anh thật sự muốn mất mặt như vậy tôi sẽ cho anh toại nguyện hắc la khinh bỉ cười một tiếng sau đó trực tiếp ấn phím enter trong nháy mắt một lượng lớn dữ liệu từ máy tính của cô được phát ra trực tiếp đánh đến tường lửa của máy tính diệp thu cô ta nghĩ chỉ cần một giây đồng hồ thôi là được rồi tường lửa cơ sở của máy tính diệp thu sẽ ngay lập tức bị dữ liệu của cô ta tấn công thậm chí ngay cả phần cứng máy tính của diệp thu cũng không thể chịu đựng nổi đợt tấn công của lượng dữ liệu khổng lồ này mà bốc khói nghi ngút cho mà xem vào giờ phút này có thể nói Hắc La đã nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên, khi những dữ liệu Hắc La phát ra tấn công vào tường lửa có vẻ yếu ớt của máy tính Diệp Thu, lại giống như đụng phải tường đồng vách sắt vậy. Bức tường lửa của Diệp Thu không hề bị lay động gì cả, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ngược lại, những dữ liệu do Hắc La phát ra trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi, cuối cùng trực tiếp bị tan rã. Chuyện này làm cho vẻ mặt vốn đang đắc ý của Hắc La lập tức thay đổi không nhịn được hô lên, làm sao có thể được chứ? Chỉ là nền tảng tường lửa ban đầu của máy tính thôi mà, sao có thể chống lại được những số liệu tấn công của tôi chứ? Làm thế nào mà không có chuyện gì xảy ra thế này? Mặc dù đám đông xung quanh không thể hiểu được những điều này, nhưng nhìn vào biểu cảm trên mặt của Hắc La, cùng với những lời nói của cô ta, cũng có thể hiểu được một chút. Trông có vẻ như đợt tấn công đầu tiên của Hắc La đã thất bại. Điều này khiến tất cả những người có mặt ở đây đều phải chố mắt nhìn. Bọn họ còn tưởng rằng Diệp Thu sẽ lập tức bị hạ gục chứ. Chương 294, 18 lần một đêm lần này. Hắc La trực tiếp dùng một loại mã độc được thiết kế để chuyên phá vỡ tường lửa. Không nên coi thường nó. Loại mã độc này tương đối lợi hại. Đừng nói là tường lửa cơ sở của máy tính, mà ngay cả tường lửa do các đại thần máy tính xây dựng nên, nếu gặp phải con virus này cũng xem như vô dụng chắc chắn. Lần này Hắc là định sử dụng nó thật. Đương nhiên cũng không có vấn đề gì cả. Cô ta được xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng hacker của tỉnh Thiên Nam. Máy tính sách tay mà cô ta sử dụng là loại máy với các trang thiết bị đã được đặc biệt cải tiến. Giờ khắc này, chỉ cần tấn công vào tường lửa cơ sở của một máy tính thông thường. Huống chi, đối thủ còn là một tên gà mờ chưa dành về máy tính, dùng kỹ năng gõ chữ từng ngón một nếu bây giờ vẫn không thể phá vỡ được thì không còn lời nào để nói cả thật sự quá mất mặt lòng tự trọng của hắc la không cho phép điều này xảy ra bây giờ cô ta rơi vào tình thế bắt buộc rồi dù thế nào cũng phải vỡ được tường lửa của diệp thu làm cho máy tính của diệp thu bị tê liệt lần này để tôi sẽ xem anh lấy cái gì để phòng vệ khóe miệng hắc la nhếch lên một nụ cười tự tin liên tiếp nhấn phím cách hai lần virus chuyên dụng để phá vỡ tường lửa của máy tính được hoàn thành xong. Ngay sau đó, không nhiều lời, Hắc La nhấn phím Enter, thả virus phóng đến tường lửa máy tính của Diệp Thu. Nói là một loại virus. Trên thực tế, nó vẫn là một chuỗi mật mã dữ liệu. Chỉ có điều, đây cũng không phải là mã dữ liệu thông thường, mà nó có tính công kích vô cùng mạnh mẽ. Đối với máy tính thông thường như vậy, một khi dữ liệu này được cấy vào, sẽ ngay lập tức bị sụp đổ chết máy ngay. Cho nên có thể nói, giờ phút này Hắc La nắm chắc 10 phần, có thể tóm được tường lửa máy tính của Diệp Thu. Tuy nhiên đối với lần này, Diệp Thu lại không quan tâm chút nào cả, cả người anh dựa vào lưng ghế, lấy điếu thuốc ra châm lửa ngậm lên miệng, nhẹ nhàng hít vào rồi phả khói thuốc ra. Thậm chí ánh mắt của anh từ đầu đến cuối còn không nhìn vào màn hình máy tính. Cứ như thể anh không hề để tâm đến đòn tấn công của Hắc La vậy. Theo lý mà nói, bây giờ là thời điểm nguy cấp để chiến đấu với cao thủ máy tính hắc la này vào lúc này anh nên theo dõi sát sao máy tính của mình sửa các lỗ hổng của tường lửa kịp thời điều chỉnh để ngăn ngừa sự công phá của hắc la mới đúng nhưng mà diệp thu lại không hề cảm thấy khẩn trương chút nào cả anh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra hắc la thấy vậy cũng vô cùng choáng váng theo cô ta thấy diệp thu bình tĩnh tự nhiên như vậy chỉ có thể xảy ra hai khả năng một là anh ta hoàn toàn tin tưởng vào tường lửa máy tính của mình hai là anh ta thực sự là một tay mơ hoàn toàn không biết sức mạnh của con virus này đáng sợ đến thế nào chính là vì không biết nên mới không sợ hãi bình thản như vậy nghĩ đến đây khóe miệng hắc la cong lên một nụ cười khinh thường cô ta đương nhiên sẽ không cho rằng sẽ rơi vào loại khả năng thứ nhất dù sao tường lửa máy tính của diệp thu chỉ là nền tảng tường lửa cơ sở ban đầu mà thôi, cực kỳ rác rưởi. Diệp Thu có vẻ tự tin, nhưng anh ta dựa vào đâu để tự tin cơ chứ? Vì vậy, theo Hắc La thấy, Diệp Thu nhất định không biết sức mạnh mã độc của cô ta, cho nên mới không sợ hãi như vậy. Điều này càng làm cho vẻ châm chọc trong mắt của Hắc La nhìn về phía Diệp Thu càng tăng lên, trong lòng cô ta cười lạnh nói, chuẩn bị run rẩy đi, đồ cặn bã, ngay lập tức anh sẽ biết ở trong thế giới máy tính, mình nhỏ bé ra sao. Hôm nay tôi sẽ để cho anh nhìn thật kỹ sức tàn phá virus của tôi kinh khủng như nào. Mà ngay lúc đó, virus do Hắc La phát ra đã phóng tới trước tường lửa máy tính của Diệp Thu, ngay sau đó đâm thẳng vào, mở ra chế độ phá hoại của nó. Trong suy nghĩ của Hắc La, chuyện này chắc hẳn là một quá trình dễ như chơi thôi. Tường lửa của Diệp Thu căn bản không thể có năng lực chống đỡ được. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, cả người Hắc La lại hoàn toàn ngẩn ra bởi vì con virus của cô ta sau khi đánh trúng tường lửa của diệp thu tường lửa của diệp thu vẫn nguyên vẹn như cũ vững vàng như núi thái sơn vậy bất kể dù có bị virus tấn công thế nào bức tường lửa của diệp thu vẫn không hề bị tổn hại chút nào cả ngay sau đó tường lửa của diệp thu thậm chí còn phát động phản kích trực tiếp tiêu diệt virus kia ngay tại chỗ cảnh tượng này có thể nói là hoàn toàn làm cho hắc la chết lặng trên mặt hiền đầy vẻ khiếp sợ Chuyện gì vậy? Tường lửa cũng có thể diệt virus sao? Nên biết rằng, tường lửa giống như một tấm lá chắn vậy, chỉ đơn thuần đóng vai trò bảo vệ, chứ không có chức năng tiêu diệt mã độc. Nếu không người ta còn cài đặt phần mềm diệt virus trên máy tính làm gì chứ? Đương nhiên, nếu là một bức tường lửa, thì bức tường lửa đặc biệt này được một vài đại thần máy tính tự tạo ra, có chức năng diệt virus cũng không sao cả. Nhưng bức tường lửa hiện tại này chỉ là một bức tường lửa cơ sở ban đầu của máy tính thôi mà. Không nói đến chuyện không thể xâm phạm được, mà nó còn có chức năng diệt virus nữa. Còn điều gì quái dị hơn thế nữa không cơ chứ? Không đúng, hoàn toàn không hợp lý. Tường lửa cơ sở ban đầu của một máy tính bình thường chắc chắn không phải như thế này. Nghĩ đến đây, Hắc La hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm vào bức tường lửa của Diệp Thu. Cẩn thận nghiên cứu lại một lần nữa hắc la lại tiếp tục kinh hãi bởi vì cô ta phát hiện ra lúc nãy cô ta đã nhìn nhầm tường lửa máy tính của diệp thu không phải là nền tảng tường lửa ban đầu của máy tính chính xác mà nói chẳng qua là có bề ngoài giống như bức tường lửa cơ sở ban đầu thôi nhưng bên trong lại có điều đặc biệt kể cả số liệu hay cách thức hoạt động đều hoàn toàn khác như vậy thì không phải có gì bất ngờ xảy ra cả diệp thu đã nâng cấp và sửa đổi tường lửa cơ bản của máy tính làm cho tường lửa kia mặc dù vẫn giữ nguyên vẻ ngoài ban đầu, nhưng hiệu quả thực tế của nó lại được nâng cấp hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, trong lòng Hắc La vô cùng thán phục. Xem ra Diệp Thu này cũng là cao thủ, vẻn vẹn chỉ dựa vào tường lửa nguyên bản mà có thể nâng cấp cùng sửa đổi, làm cho nó có thể biến hóa long trời lở đất. Không những trở thành một tường lửa bất khả xâm phạm, mà còn có chức năng chống virus nữa chứ. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Lần này ngược lại là cô ta đã đánh giá thấp đối thủ cho nên mới thất bại liên tiếp hai lần suy nghĩ về điều này hắc la không những không nổi giận mà còn trở nên hưng phấn cô ta là một cô gái hacker nhỏ vô cùng hiếu chiến tất nhiên hiếu chiến chỉ ở trên thế giới mạng thôi từ khi xuất hiện cho đến nay cô ta trên căn bản đã lấy tâm thế của một nhà vô địch càn quét thế giới mạng dù là hacker có mạnh đến đâu thì cũng sẽ bị cô ta đánh bại ngoại trừ một lần hai năm trước. Hắc La bị bại trận trước một hacker thần bí có tên là 18 lần một đêm. Nhưng sau đó, 18 lần một đêm, lại biệt tâm biệt tích. Bất kể Hắc La có lần theo địa chỉ IP như thế nào, cô ta cũng không thể tìm lại được người này. Mặc dù cô ta rất muốn biết kẻ đã đánh bại cô ta đến cuối cùng là ai. Nhưng cô ta từ đầu đến cuối không có cách nào tìm được cả. Mà kể từ đó, Hắc La cũng khó tìm được đối thủ một đường tiến tới, thần cản diệt thần, Phật cản giết Phật, cứ thế vọt lên vị trí đứng đầu bảng xếp hạng hacker của tỉnh Thiên Nam bây giờ. Như người xưa đã nói, người tài giỏi thường người cô đơn. Hắc La đứng ở vị trí đầu bảng, vẫn luôn muốn tìm được một đối thủ ngang tài ngang sức để so tài. chương 295, Hắc Long gào thét. Mặc dù biểu hiện của Diệp Thu trông giống như một tay gà mờ không dành máy tính. Ví dụ như gõ chữ bằng một hai ngón tay sử dụng một chiếc máy tính bình thường để đối đầu với hắc la nhưng nhìn tường lửa đã được nâng cấp của diệp thu đủ để hắc la coi trọng bức tường lửa này đã chặn được hai lần tấn công liên tiếp của cô ta mặc dù đây không phải là toàn bộ thực lực của hắc la nhưng cho thấy diệp thu nhất định có năng lực điều này khiến cho hắc la đặc biệt hưng phấn vội vàng lấy trong túi ra một cây kẹo mút nhét vào trong miệng ngay sau đó cô ta ngẩng đầu nhìn diệp thu cười lạnh nói tốt lắm tôi bắt đầu nghiêm túc rồi đấy anh xong đời rồi diệp thu cười một tiếng không nói gì hút xong điếu thuốc anh vứt tàn thuốc đi dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi cảnh tượng này không chỉ làm cho hắc la sửng sốt mà tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra diệp thu thế này cũng quá kiêu ngạo rồi hắc la nói cô ta sẽ nghiêm túc thế mà diệp thu lại nhắm mắt lại ngủ không hề xem trọng chút nào đây là không để Hắc La vào mắt đúng không? Từ cao đến thế, hậu quả thất bại. Hắc La liếm kẹo mút, khóe miệng cong lên, vô cùng xem thường nói, kiêu ngạo thì phải cần bản lĩnh, nhưng tôi cảm thấy, anh không hề có tư cách để kiêu ngạo đâu. Hôm nay tôi sẽ cho anh biết, cái gì gọi là tấn công không thể ngăn cản, anh sẽ phải trả giá đắt cho sự xem thường của mình. Sứt lời. Hắc La cũng không nói lời vô nghĩa nữa, ngậm lại cây kẹo mút trên tay, sau đó gõ liên hồi trên bàn phím. Lần này, cô ta đã tạo ra 10 loại virus khác nhau. Mà 10 loại virus này đều là virus cấp cao, có thể tiêu diệt được cả phần mềm diệt virus, cực kỳ mạnh. Đối với tường lửa, nó có thể tạo ra sức công phá không gì sánh nổi. Rõ ràng lần này, Hắc La thật sự nghiêm túc. Virus đã chế tạo xong. Hắc La nhấn Enter, trực tiếp thả ra. Trong nháy mắt, 10 loại virus này đồng thời tấn công tường lửa của Diệp Thu. Hắc La liếc nhìn Diệp Thu đang nhắm mắt, mặt đầy khinh thường, "Lần này, để tôi xem tường lửa của anh có thể phòng thủ như thế nào, ngay cả tường lửa mạnh nhất cũng sẽ bị 10 loại virus này phá hủy thôi, anh nhất định sẽ thua." Tuy nhiên, Hắc La nói xong câu này, Diệp Thu lại làm như không nghe thấy, cũng không có liếc nhìn máy tính, tiếp tục nhắm mắt. Hắc La nhíu đôi mày thanh tú lại, hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, "Diệp Thu, cứ tiếp tục giả vờ đi." để tôi xem khi máy tính nổ tung thì anh có còn bình tĩnh được không. Hắc La cúi đầu nhìn màn hình máy tính của mình. Cô ta định xem thử 10 con virus kia đã tấn công tới đâu rồi, liệu có phá được tường lửa của Diệp Thu không. Nhưng mà nhìn một cái, sắc mặt lập tức thay đổi, cả người ngẩn ra, bởi vì những con virus đó đều đã biến mất không dấu vết. Mà tường lửa của Diệp Thu chỉ còn sót lại một số mật mã đã hỏng. Có vẻ như đó là mật mã của những loại virus mà cô ta đã tạo ra trước đó. Điều này có nghĩa là 10 con virus vừa rồi lại bị tường lửa của Diệp Thu tiêu diệt. Điều này khiến Hắc La nhất thời không thể bình tĩnh được. Nên biết rằng 10 loại virus này có thể tiêu diệt được phần mềm chống virus. Ngay cả phần mềm diệt virus cũng không làm gì được bọn chúng. Nhưng bây giờ lại bị tường lửa của Diệp Thu loại bỏ trong một thời gian ngắn. Năng lực diệt mã độc này có thể biến thái hơn nữa không chứ? Hắc la hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, sau đó cắn răng nói, tôi không tin, hôm nay bổn cô nương làm thế nào cũng phải phá hủy tường lửa của anh. Nói xong, Hắc la bắt đầu dùng hết bản lĩnh của mình để tạo ra tất cả các loại virus mà cô ta biết, sau đó công kích tường lửa của Diệp Thu, điên cuồng phát động tấn công. Mười phút trôi qua, nửa giờ trôi qua, rồi một giờ nữa trôi qua. Nhưng mà, Tường lửa của Diệp Thu vẫn vững như núi Thái Sơn, không hề bị tổn hại gì. Mà trước tường lửa của Diệp Thu, có thể nói là chất đầy thi thể của các virus thành đống. Hắc La mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt muốn có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu. Trong gần 2 giờ đồng hồ, cô ta đã tạo ra 108 loại virus tấn công tường lửa của Diệp Thu. Anh hùng Lương Sơn cũng đã hội tụ đủ, nhưng lại không thể làm gì được cả. Mà ngay lúc này Diệp Thu chậm rãi mở mắt ra, ngáp một cái, vươn vai, sau đó vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Hắc La hỏi, tôi nói này, tôi cũng đã ngủ một giấc rồi, cô rốt cuộc có làm được hay không? Nếu không được nữa thì tôi về nhà ngủ trước đã, cô cứ từ từ phá. Chờ cô phá xong thì gọi điện thoại kêu tôi. Vốn Hắc La đã đủ buồn bực, nghe thêm những lời này của Diệp Thu nữa, đừng hỏi cô ta có bao nhiêu tức giận. Diệp Thu, đây là do anh ép tôi, vốn tôi còn muốn giữ lại chút mặt mũi cho anh, nhưng bây giờ, bổn cô nương đây tức giận rồi." Hắc La cắn răng, mặt đầy vẻ tức giận nói. "Ồ, cho nên thế nào?" Diệp Thu nhún vai, vẻ mặt vui đùa hỏi. "Hắc Long gào thét, anh đã nghe nói qua chưa?" Khóe miệng Hắc La hiện lên một tia cười lạnh, mặt đầy đắc ý hỏi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Duy chỉ có Diệp Thu, mặt đầy mờ mịt sờ mũi, nghi ngờ hỏi, "Hắc Long gào thét gì cơ?" Tôi chỉ nghe nói qua bất lực điên khùng thôi." Gương mặt nhỏ nhắn của Hắc La chợt trầm xuống. Mà lúc này, Triệu Khôn Sơn vội vàng đi tới, giải thích ngắn gọn cho Diệp Thu biết, "Diệp tiên sinh, Hắc Long gào thét là một loại virus mạng do Hắc La một mình phát triển, có sức hủy diệt cực kỳ lớn. Ban đầu cô ta đã dùng loại virus này để công phá hệ thống an ninh của tỉnh chúng ta, hơn nữa còn làm cho toàn bộ mạng lưới internet xung quanh bị tê liệt một tháng, vô cùng đáng sợ." Nói đến chỗ này, Triệu Khôn Sơn vội vàng nhìn về phía Hắc La, nghiêm mặt nhắc nhở: "Hắc La, không nên làm bậy, so tài thì cứ so tài, không nên làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, nếu không, một khi loại mã độc này xuất hiện, toàn bộ mạng lưới internet của cục cảnh sát chúng tôi sẽ bị tê liệt nửa năm đấy." "Cục trưởng Triệu, ông yên tâm, tôi sẽ có chừng mực. Sau khi phá hủy được tường lửa của Diệp Thu, tôi sẽ dừng lại ngay lập tức, tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến hệ thống internet của cục cảnh sát đâu." Hắc La le cái lưới nhỏ của mình ra, vội vàng đảm bảo. Cô nói lời phải giữ lời đấy, gần đây cục cảnh sát bận rộn như vậy, nếu hệ thống internet bị tê liệt sẽ làm chậm chế rất nhiều chuyện quan trọng. Để cấp trên trách tội xuống, tôi cũng không thể gánh nổi đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 296, khoảnh khắc kết thúc, ừ, tôi biết rồi. Diệp Thu cười nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hắc La, rừng rưng nói: nếu cái gọi là hắc long gào thét của cô lợi hại như vậy không bằng trực tiếp triển khai ra cho tôi xem thử nào hửng anh chắc chưa tôi sợ đến lúc đó ngược lại anh sẽ ngóc đầu lên không được đấy chứ hắc la cười lạnh lùng mặt đầy khinh bỉ nói những chuyện khác tạm thời không nói đối với hắc long gào thét hắc la tuyệt đối có lòng tin cô ta tin chắc rằng chỉ cần hắc long gào thét xuất hiện tường lửa của diệp thu nhất định sẽ bị chọc thủng ngay lập tức chỉ sợ đến lúc đó, người ngẩng đầu lên không được, sẽ là cô thì sao? Diệp Thu cười nhạt nói. Toàn bộ đám đông đều nhìn anh bằng một ánh mắt khinh bỉ. Tất cả bọn họ đều đã nghe về uy danh của Hắc Long gào thét rồi. Lần đầu tiên Hắc Long gào thét vừa xuất hiện, đã buộc các đại thần chuyên gia máy tính của tỉnh Thiên Nam phải ra tay. Kết quả không một ai có thể phá giải được cả. Cuối cùng, nếu không phải tự Hắc La cho rừng Hắc Long gào thét lại e rằng ngay cả tới ngày hôm nay hệ thống an ninh vẫn bị tê liệt mà bây giờ diệp thu lại không xem hắc long gào thét ra gì cả anh nhất định sẽ bị thua thiệt thôi theo bọn họ thấy lần này diệp thu chắc chắn sẽ thua rất tốt diệp thu đã như vậy anh cũng đừng trách bổn cô nương đây không nể mặt gương mặt nhỏ nhắn của hắc la trở nên u ám ngay sau đó cô ta không nói nhảm với diệp thu nữa trực tiếp cúi đầu gõ bàn phím với tốc độ cực nhanh Ha ha, thật là thú vị, không ngờ tới em gái Hắc La lại lấy Hắc Long gào thét ra, tôi đoán rằng máy tính của tên Diệp Thu sẽ trực tiếp phát nổ chắc rồi. Phỉ Miêu đứng sau Hắc La thấy vậy, hả hê nói: "Thiên Phú về máy tính của Hắc La tuyệt đối không ai sánh được, Hắc Long gào thét của em ấy có thể nói là virus cấp boss còn tồn tại, tên Diệp Thu lần này sẽ nếm mùi đau khổ rồi." Hồng Không tức cười nhạo liếc mắt nhìn Diệp Thu, mặt đầy khinh thường nói: "Bạo Long nhíu mày lại, nhưng không nói gì anh ta không biết tại sao có lẽ là do sau khi bị diệp thu đánh bại đã để lại trong lòng anh ta một bóng đen quá lớn đến nỗi bây giờ anh ta không dám coi thường diệp thu nhất là khi nhìn vẻ mặt bình thản của diệp thu anh ta càng cảm thấy chuyện này không đơn giản anh ta cảm giác diệp thu nhất định có thể xoay chuyển tình thế đương nhiên đây là cuộc so tài giữa diệp thu và hắc la nên anh ta đương nhiên sẽ không nhiều lời cứ như vậy dưới con mắt soi mói của mọi người hắc la lấy tốc độ cực nhanh gõ xong mật mã cuối cùng diệp thu tiếp theo mời anh mở to hai mắt mà xem hắc long gào thét này của tôi phá hủy tường lửa của anh dễ như thế nào nên nhớ đừng bao giờ kiêu ngạo mù quáng nữa bởi vì trên đời này còn có rất nhiều người lợi hại hơn anh hắc la tràn đầy tự tin nói nói xong hắc la trực tiếp nhấn enter đưa virus ra ngoài chỉ thấy trên màn hình máy tính kia một chuỗi mã dữ liệu màu đen lao thẳng về phía tường lửa của diệp thu nhìn bề ngoài thực sự trông khá giống một con rồng đen chỉ trong chốc lát hắc long đã đến trước tường lửa của diệp thu tuy nhiên hắc long không đánh thẳng vào tường lửa của diệp thu như các loại virus khác thay vào đó khi cách tường lửa của diệp thu một khoảng liền dừng lại ngay sau đó mở miệng rồng ra trong nháy mắt một số lượng lớn các mã virus hủy diệt được phun ra từ miệng của con rồng đen, phóng nhanh về phía tường lửa diệp thu. Đây chính là lý do tại sao loại virus này được đặt tên là Hắc Long gào thét. Nó có thể lấy tốc độ cực nhanh sản xuất ra một lượng lớn virus hủy diệt, hơn nữa còn phóng nhanh đi, tấn công vào máy tính đang mở một cuộc công kích dữ dội như sóng rền. Có thể nói là khó lòng phòng bị. Mà bản thân nó giống như một chiếc tàu sân bay chứa đầy virus vậy cũng sẽ không chủ động tiến lên tấn công. Nhưng chỉ cần nó vẫn còn sống, có thể tạo ra một số lượng lớn các virus cao cấp, khuếch tán ra cuồn cuộn không ngừng. Bằng cách này, cho dù là phần mềm diệt virus hiệu quả nhất, chắc chắn cũng sẽ không kịp dọn dẹp những mã độc này. Hắc là được xem là hacker số 1 của tỉnh Thiên Nam, thực sự có năng lực sáng tạo cực mạnh. Có thể nghiên cứu ra ý tưởng tạo cơ thể mẹ của virus để sản xuất ra virus. Điều này quả thực rất mạnh cũng khó trách, hắc long gào thét, lại có thể làm cho tê liệt hệ thống an ninh mạnh nhất tỉnh Thiên Nam trong suốt một tháng. Đối mặt với một dòng virus cuồn cuộn không ngừng, căn bản không có cách nào cũng như không có thứ gì tiêu diệt được mã độc này cả. Trừ khi bạn có thể tiêu diệt được cơ thể mẹ của virus, tức là hắc long kia. Mà điểm mấu chốt của hắc long này chính là nó không hề phát động tấn công mà ẩn nấp ở nơi xa. Cho dù là phần mềm diệt virus muốn loại bỏ nó, cũng thể không làm được. Một chiêu này, không thể nói là không hay được. Đừng nói là người bình thường, cho dù là một đại thần máy tính. Đối mặt với hắc long gầm thét này, cũng phải vô lực, đơn giản không cách nào ngăn được cả. Tuy nhiên, đối thủ của Hắc La hôm nay lại là Diệp Thu. Dòng virus kia ùn ùn kéo đến trước tường lửa của anh. Khóe miệng Diệp Thu cong lên một nụ cười nghịch ngợm, ngay sau đó tựa lưng vào ghế, lặng lẽ xem Hắc La biểu diễn. Mà từ đầu đến cuối, anh không hề động vào máy tính, để cho Hắc La tùy ý tấn công. Hắc La thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, trong lòng cười lạnh nói, Diệp Thu, ngay lập tức anh sẽ biết hành động của anh lúc này ngu xuẩn đến mức nào. Đối mặt với Hắc Long gào thét, anh lại không làm bất cứ điều gì cả, vậy thì anh cứ chờ thất bại thảm hại đi. Rất nhanh, Hắc Long phóng ra những con virus bậc cao, toàn bộ công kích vào tường lửa của Diệp Thu số lượng virus khổng lồ đủ để quét sạch toàn bộ hệ thống mạng internet của thành phố giang châu nhưng bây giờ tất cả đều bị chặn trước tường lửa của diệp thu bức tường lửa trông có vẻ yếu ớt kia giờ phút này giống như núi thái sơn vậy vẫn không hề biến động cho dù những con virus đó tấn công như thế nào vẫn không có chuyện gì xảy ra cả thấy vậy hắc la cũng có chút sốt ruột vội vàng điều khiển hắc long chỉnh lại thế tấn công đến mức lớn nhất trong nháy mắt Hắc Long đã tạo ra một đội quân virus khác đông gấp 10 lần lúc nãy. Mà đây đã số lượng virus cực hạn Hắc Long có thể tạo ra rồi. Liếc nhìn thêm một lần nữa. Trên màn hình máy tính, hàng nghìn hàng chục nghìn con virus, rậm rạp chằng chịt, thậm chí là khủng khiếp. Nhiều virus như vậy, thậm chí không cần tấn công, đã có thể trực tiếp kết liễu một chiếc máy tính rồi. Nhưng mà, cho dù số lượng đội quân virus có đông đến cỡ nào, thì sau khi chúng tấn công tường lửa của Diệp Thu. Tường lửa của Diệp Thu rốt cuộc vẫn không có động tĩnh gì cả. Mặc cho binh đoàn virus đang hoành hành, tấn công ác liệt. Nhưng sau khi đụng phải tường lửa của Diệp Thu, lại không thể gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Điều này dường như thật hợp với câu nói đó. Người mạnh mặc người mạnh, gió mát thoảng qua núi. Người ác mặc người ác, trăng sáng tràn sông sâu. Sao có thể như thế được? Nhiều virus như vậy, đừng nói là tường lửa mà ngay cả máy tính của anh lẽ ra cũng phải bị sập từ lâu rồi chứ làm sao có thể không xảy ra chuyện gì thế này được hắc la thấy vậy sắc mặt đột nhiên thay đổi không dám tin hỏi đây chính là thứ cô gọi là hắc long gào thét đây sao cũng chỉ có vậy vẻ mặt của diệp thu đầy thất vọng lắc đầu sau đó vươn người hoạt động cổ một chút thản nhiên nói được rồi kết thúc trò hề ở đây được rồi lời nói vừa dứt Diệp Thu ngồi thẳng dậy, ấn Enter. Trong nháy mắt, tường lửa của Diệp Thu khẽ rung một chút. Thấy vậy, chương 297, vụ nổ máy tính nhìn thấy cảnh này. Hắc là toàn thân choáng váng. Bởi vì mật mã tạo nên thanh kiếm dài màu trắng này làm cô ta cảm thấy vô cùng quen thuộc. Dường như cô ta đã nhìn thấy nó ở đâu đó trước đây. Nhưng mà, còn chưa đợi cô ta kịp nhớ lại. Diệp Thu lại nhấn phím Enter trong nháy mắt chỉ thấy thanh kiếm dài kia tỏa ra một luồng sáng màu trắng nhanh chóng tăng kích thước sau đó trực tiếp chém vào hàng ngàn con virus ở phía trước bức tường lửa kia chỉ trong một tích tắc mà thôi tất cả các virus đều bị thanh kiếm dài màu trắng kia quét sạch hoàn toàn tan thành mây khói biến thành một đống mật mã giải rác chết không lối thoát nhìn cảnh tượng này sắc mặt hắc la lập tức thay đổi Cô vội vàng chuẩn bị điều khiển hắc long để tiếp tục sản sinh ra một lượng lớn virus nữa. Nhưng tại thời điểm này, thanh kiếm dài màu trắng kia lại đổi hướng, chạy thẳng về phía hắc long. Không, sắc mặt hắc la chợt biến, cô ta hét lên thành tiếng, sau đó vội vàng điều khiến hắc long né tránh. Tuy nhiên, tất cả đã không còn kịp nữa rồi. Thanh kiếm dài màu trắng đã xuyên qua hắc long với tốc độ cực nhanh. Hắc long dưới sự tấn công của thanh kiếm dài màu trắng, đơn giản là không chịu nổi một kích, trong nháy mắt biến thành những mảnh mật mã màu đen nằm rải rác, hiển nhiên đã bị giết chết. Khoảnh khắc này, không chỉ Hắc La ngây ngẩn, ngay cả mọi người vây xem đều sửng sốt. Hắc Long gào thét, từng làm chấn động toàn bộ tỉnh Thiên Nam ngày đó, đã bị Diệp Thu giết chết như vậy. Điều này ngay lập tức làm cho mọi người cực kỳ khiếp sợ. Nhất là những người lúc nãy vừa xem thường Diệp Thu. Giờ phút này ánh mắt hướng về phía Diệp Thu, Giống như nhìn quái vật vậy, trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên, bọn họ đang sốc vô cùng, trong chốc lát, bọn họ thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Tiếp theo, chính là tường lửa của cô, hy vọng tường lửa của cô đủ vững chắc. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn Hắc La, khóe miệng hơi cong lên, cười đùa nói: "Hừ, tới đi, ai sợ ai chứ, mặc dù bổn cô nương đây giỏi chế tạo virus, nhưng năng lực xây dựng tường lửa của tôi cũng đỉnh cao không kém đâu." Hắc Lang nghiến răng, mặt đầy không phục nói: "Trước hết, bản thân máy tính của cô ta không phải là một máy tính bình thường, hệ số phòng thủ cực kỳ cao. Hơn nữa mới vừa rồi, cô ta đã xây dựng lại một bức tường lửa mới tinh, có thể nói tường đồng vách sắt, ngay cả khi 10 hacker tấn công cùng lúc đi nữa thì cô ta vẫn tự tin rằng có thể giữ vững được." Vì thế, cho dù Diệp Thu có giết được Hắc Long, cô ta vẫn không nghĩ tường lửa của mình sẽ bị công phá được diệp thu cười một tiếng không nói nhảm với hắc la nữa trực tiếp thông qua địa chỉ ip lấy tốc độ cực nhanh khóa máy tính của hắc la lại sau đó anh trực tiếp nhấn phím enter ngay sau đó thanh kiếm dài màu trắng giống như có thiết bị định vị vậy phóng thẳng tới tường lửa của máy tính hắc la sắc mặt hắc la đông cứng lại vội vàng điều khiển máy tính để gia tăng phòng thủ cho tường lửa của mình đám người phì miêu đứng ở phía sau thấy vậy cũng nhíu mày lại xem ra tình huống của em gái Hắc La có chút nguy hiểm. Phi Miêu lo lắng, đừng sốt ruột, kỹ thuật tường lửa của Hắc La cũng là đỉnh cao. Diệp Thu kia giỏi phòng ngự, nhưng chưa chắc đã giỏi tấn công, trên đời này không thể có người nào hoàn mỹ như vậy được chứ. Cho nên, tôi cảm thấy Hắc La nhất định có thể phòng thủ được. Hồng Không, không tước khoát tay, cực kỳ tin tưởng Hắc La. Ngay sau đó, cô ta nhẹ nhàng đưa tay ra vỗ vai Hắc La, khích lệ nói, "Hắc La, cố gắng lên, đừng để cho anh ta coi thường em yên tâm mới vừa rồi em hơi dối tí thôi bây giờ em đã nâng cấp tới mức tối đa rồi hệ số phòng ngự đạt tới cấp cao nhất có thể nói là vô cùng kiên cố trừ phi anh ta trực tiếp dùng cục gạch đập máy tính của em nếu không dù anh ta có mệt chết cũng đừng hòng phá được hắc la cười nói vẻ mặt tràn đầy tự tin mà ngay lúc này thanh kiếm dài màu trắng của diệp thu đã tới trước tường lửa máy tính của hắc la hắc la thấy vậy Cười khinh bỉ nói, tới đây, tôi sẽ cho anh thấy cái gì gọi là bất khả chiến bại có thể cản được cả bom nguyên tử, cho dù anh có kiệt sức cũng đừng hòng dung chuyển được. Nhưng mà, lời nói của cô ta vừa dứt, thanh kiếm dài màu trắng của Diệp Thu đã đâm thẳng hệ thống tường lửa máy tính của Hắc La. giây tiếp theo, tường lửa máy tính của Hắc La sụp đổ ngay tại chỗ, bị thanh kiếm dài trắng của Diệp Thu đâm thủng một lỗ thật lớn. Hắc La lập tức chết lặng. Những người vây xem cũng đều ngẩn ra tuy nhiên sau khi thanh kiếm dài màu trắng của diệp thu xuyên thủng tường lửa của hắc la vẫn không ngừng tấn công lại mà tấn công thẳng đến máy tính của hắc la chỉ trong nháy mắt máy tính của hắc la liền tối om còn chưa để hắc la kịp phản ứng máy tính của cô ta lại bốc lên khói trắng dần dần những khói trắng kia bắt đầu chuyển thành khói đen dày đặc chỉ nghe một loạt âm thanh thanh thách của dòng điện bề mặt máy tính của hắc la lóe lên ánh điện ngay cả màn hình máy tính của cô ta, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ dạn nứt nhanh chóng của nó. Boom. Bỗng nhiên có tiếng nổ cực lớn vang lên. Máy tính của Hắc La đột nhiên phát nổ. May mắn thay, Hồng Khổng Tước ở phía sau phản ứng cực nhanh, ôm lấy Hắc La đang ngồi trước máy tính sang một bên. Nếu không, một thiếu nữ tựa hoa tựa ngọc như Hắc La này, đã phải bị nổ tung ngay tại chỗ thành quỷ đen, gương mặt xinh đẹp đó không thể không bị hủy hoại. Sau vụ nổ này, máy tính của Hắc La hoàn toàn biến thành đống sắt vụn. Thấy vậy, cả người Hắc La chết lặng, mà những người khác đang có mặt tại đây, từng người một đều trợn mắt há mồm. Cái này, cái này cũng quá biến thái rồi, đòn tấn công của Diệp Thu thực sự đã làm nổ tung máy tính của Hắc La. Hơn nữa còn dùng phương thức tấn công thế giới mạng, còn có thể kinh khủng hơn nữa không chứ? Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người lập tức tràn ngập kính sợ nhìn về phía diệp thu không một người nào dám khinh thường diệp thu nữa bọn họ thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt diệp thu nữa bởi vì bọn họ đều sợ lỡ như mình chọc cho diệp thu mất hứng diệp thu lại dùng phương pháp tương tự tấn công vào điện thoại di động trong túi của bọn họ vậy thì bọn họ đúng là chạy cũng không thoát được trừ khi vứt điện thoại đi thôi nếu không cũng không khác gì có một quả lựu đạn trong túi cả cho nên đối với người có thủ đoạn như diệp thu bọn họ cảm thấy nên cố gắng tránh xa càng tốt không bao giờ dám đắc tội dĩ nhiên trong số này ngược lại có một người khác biệt đó chính là hàn tiêu tiêu ánh mắt cô ta nhìn về phía diệp thu lúc này có thể nói là sáng rực như lửa phục cô ta thật sự phục anh hình tượng của diệp thu trong lòng cô ta có thể nói là không ai sánh bằng bàn về võ Diệp Thu còn có thể bắt nạt cả huấn luyện viên của bộ đội đặc trùng Bạo Long. Bàn về trí, ngay cả hacker số 1 của tỉnh Thiên Nam cũng không phải là đối thủ của Diệp Thu. Trên đời này, còn có người đàn ông hoàn hảo như vậy sao? Giờ phút này, trong lòng Hàn Tiêu Tiêu đối với Diệp Thu chỉ có hai chữ. Bội phục, chương 298, anh chính là anh ấy. Vào giờ phút hiện tại, lòng tự trọng của Hắc La bị giáng một đòn mạnh chưa từng thấy trước đó. Lần thất bại này, đối với một người luôn cao ngạo như cô ta mà nói, đừng hỏi có ảnh hưởng lớn đến thế nào. Sự tự tin vốn có của cô ta, trong khoảnh khắc máy tính nổ đó, có thể nói là đã không còn sót lại gì nữa. Ba người còn lại của tiểu đội Thiên Võng nhìn Hắc La Kinh Hồn bạt vía như vậy, cũng có chút đau lòng cũng không nỡ. Dù sao bọn họ vẫn luôn chăm sóc Hắc La giống như một đứa em gái ruột của mình. Trong số đó, không không Tước có thể xem là người nóng nảy nhất. Cô ta trợn mắt nhìn Diệp Thu tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nổi giận, "Diệp Thu, anh cùng Hắc La chỉ là so tài với nhau thôi. Nếu như đã phân bại thắng thua rồi, tại sao anh còn không thu tay lại, còn muốn phá hư máy tính của Hắc La chứ? Anh có biết Hắc La đã bỏ bao nhiêu công sức để cải tiến chiếc máy tính này không? Anh có biết chiếc máy tính này quan trọng như thế nào đối với cô ấy không? Máy tính này giống như sinh mạng của cô ấy vậy, bình thường bị rơi thôi cô ấy đã đau lòng rồi." Bây giờ anh trực tiếp phá hủy máy tính của cô ấy thế này, như vậy không phải là anh muốn mạng của cô ấy sao? Anh thật sự quá đáng lắm rồi. Xin lỗi, từ trước đến nay tôi không bao giờ nương tay với đối thủ của mình cả. Nếu đã quyết định muốn so tài, vậy thì phải sẵn sàng chuẩn bị tâm thế máy tính sẽ bị phá hủy. Đây là điều rất phổ biến trong việc tranh tài giữa các hacker. Thân là một hacker, cô ấy nên hiểu điều này. Nếu như vừa rồi người thua là tôi, Tôi tin rằng máy tính của tôi cũng sẽ bị biến thành một đống sắt vụn thế thôi." Diệp Thu lắc đầu một cái, thản nhiên nói, "Anh cũng không phải là dùng máy tính của chính mình, cho dù có biến thành sắt vụn, anh cũng sẽ không đau lòng mà. Nhưng chiếc máy tính này là tâm huyết nhiều năm như vậy của Hắc La, anh lại phá hủy nó trong nháy mắt, sau này anh muốn cô ấy sống thế nào đây?" Hồng Không tước liếc nhìn Diệp Thu, tức giận hỏi, "Sống thế nào sao? Đối với cô ấy mà nói?" thứ cô ấy thua chỉ là một chiếc máy tính cùng một cuộc so tài mà thôi. Cô ấy vẫn có thể tiếp tục cuộc sống của mình như thường. Cô là một hacker, nếu cô không thể chấp nhận thất bại, cô cũng sẽ vĩnh viễn không thể nào thành công. Diệp Thu thản nhiên nói. Nghe được những lời này của Diệp Thu. Hắc La vốn đang ở trong trạng thái đỡ đẫn, cả người chợt sửng sốt, hai mắt trong giây lát khôi phục lại thần thái. Bởi vì những lời này của Diệp Thu, hai năm trước cô ta đã từng nghe thấy. Đó là những gì mà hacker bí ẩn kia đã nói với cô ta, sau khi cô ta bị đánh bại bởi hacker thần bí 18 lần một đêm. Lúc đó, Hắc là đột nhiên gặp phải một cao thủ trên tay, cũng giống như bây giờ vậy, thất hồn lạc phách, bị đả kích không còn chút tự tin nào cả. Kết quả sau khi nghe những gì, 18 lần một đêm, nói. Hắc la chợt tỉnh ngộ, sau đó quyết định tự vực dậy bản thân, làm lại từ đầu bởi thế nên về sau cô ta mới trở thành hacker số một tỉnh Thiên Nam được. Không nghĩ tới. Hôm nay, không ngờ cô ta lại nghe được những lời tương tự như vậy từ miệng của Diệp Thu. Hơn nữa, thanh kiếm dài màu trắng mà Diệp Thu vừa làm ra. Trong đó có phần lớn các mật mã mà Hắc La cảm thấy quen mắt. Bây giờ cô ta mới nhớ lại. Những mã cốt này rất giống với những mã cốt được 18 lần một đêm sử dụng hồi đó, có thể nói về cơ bản là giống nhau. Chẳng lẽ Diệp Thu trước mặt cô ta lại chính là hacker thần bí 18 lần một đêm năm đó sao? Trong nháy mắt, trên mặt Hắc La lập tức hiện lên vẻ kích động. Bởi vì sau lần đầu tiên bị 18 lần một đêm đánh bại năm đó, cô ta đã hoàn toàn cảm thấy bị thuyết phục, coi 18 lần một đêm là thần tượng của mình. Thậm chí đã nhiều năm như vậy, cô ta vẫn luôn truy lùng tung tích của 18 lần một đêm. Cô ta thật sự rất muốn gặp trực tiếp, 18 lần một đêm, tự mình nói lời cảm ơn với anh. Nếu như năm đó không có, 18 lần một đêm, dạy bảo, cũng sẽ không có cô ta của bây giờ. Mà giờ phút này, Hắc La cảm giác, có lẽ cô ta đã tìm được rồi. Nghĩ đến đây, Hắc La vội vàng kéo tay hồng khổng thước đang chuẩn bị nổi giận với Diệp Thu lại, sau đó nhìn về phía Diệp Thu, vẻ mặt đầy kích động, hỏi, xin. Xin hỏi, anh là, 18 lần một đêm, sao? Lời này vừa nói ra, không chỉ làm Diệp Thu sửng sốt, mà ba người còn lại của tiểu đội thiên võng, cùng tất cả những người có mặt tại đây đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Hắc La. Chẳng lẽ cô nhóc này không chịu nổi cú đả kích lớn như vậy nên đã đắm mình trong chuyện lạc rồi sao? Làm sao cô ta có thể ở trước mặt mọi người mà nói ra vấn đề khó mở miệng như vậy chứ? Trên thực tế, cũng khó trách mọi người sẽ nghĩ như vậy. Suy cho cùng, cái tên 18 lần một đêm cũng khó để người ta không nghĩ sai lệch. Nhận thấy ánh mắt quái dị của mọi người, Hắc La cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức đỏ mặt, vội vàng xua tay giải thích, ý tôi không phải vậy. Nói xong, cô ta vội vàng nhìn Diệp Thu hỏi, ý tôi muốn hỏi, trước kia có phải anh đã dùng một biệt danh, có tên là 18 lần một đêm, đúng không? Nghe lời này, lúc này mọi người mới xem như bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra ý của Hắc La chính là như vậy. Đúng là làm cho bọn họ sợ hết hồn. Đừng nói là bọn họ, mà ngay cả Diệp Thu cũng sợ hãi. Anh còn tưởng Hắc La sẽ làm gì anh nữa. 18 lần một đêm, vậy chẳng phải sẽ ép khô người khác sao? Nghĩ đến đây, Diệp Thu với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn Hắc La nói, cái biệt danh mạnh mẽ như vậy, có lẽ tôi chưa từng dùng qua. Anh suy nghĩ thật kỹ lại xem, khoảng 2 năm trước có phải anh đã từng đánh bại một hacker gọi là sói sám đảo nấm lớn không hacker đó chính là tôi ánh mắt hắc la nhìn chằm chằm về phía diệp thu mặt đầy hưng phấn nói nghe vậy diệp thu cũng nhíu mày lại đều là những biệt danh không bình thường vậy nhưng mà anh thật sự cũng không thể nhớ ra số lượng hacker đại thần máy tính thua trong tay anh những năm qua có thể nói là đếm không xuể nhiều người như vậy làm sao anh nhớ hết được chứ cho nên, đối với những gì Hắc La nói, anh không có chút ấn tượng nào cả. Còn cả biệt danh, 18 lần một đêm, nữa, anh chưa bao giờ nghe nói qua. Diệp Thu trực tiếp lắc đầu nói, không có ấn tượng, có thể là, cô nhớ nhầm người rồi. Dù sao trên đời này có nhiều cao thủ như vậy, cũng không phải chỉ có tôi dành về máy tính. Không, tôi không thể nhầm được, mặc dù trên thế giới hacker có rất nhiều cao thủ, nhưng cách thức tấn công của mỗi hacker lại hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là những người thuộc cấp bậc thần thánh như anh, Từ lâu đã có một phong cách cực kỳ riêng biệt. Dù cho anh có đổi IP, đổi tên ra sao, cũng không thể nào thay đổi được. Hắc La vội vàng lắc đầu, kiên định nói. Vậy ý của cô là, phong cách của tôi cùng với 18 lần một đêm năm đó rất giống nhau? Diệp Thu nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Không sai, căn bản là giống nhau như đúc, hơn nữa những lời anh vừa nói, anh ấy cũng đã từng nói cho nên chắc chắn hai người chính là một. Hắc La nói một cách chắc chắn. Cha, mặc dù tôi không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi cảm thấy cô đã nhận nhầm người rồi. Trước hết đối với hai cái tên cô nói tôi không hề có chút có ấn tượng nào cả, có lẽ mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi. Tình cờ phong cách của tôi giống như anh ta mà thôi. Diệp Thu sờ mũi, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nói. Vậy thì tôi cũng mặc kệ, tôi đã nhận định anh là anh ấy, anh không lừa được tôi đâu có thể là anh quên, nhưng tôi thì không quên, tôi vẫn luôn xem anh là thần tượng của mình, anh biết không? Nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn tìm em, hôm nay cuối cùng tôi đã tìm được rồi. Cho dù có thế nào tôi cũng sẽ không để anh lại chạy mất nữa đâu. chương 299, cô gái nhỏ làm núng thành công. Đối với chuyện lần này, mọi người hiển nhiên không nghĩ đến mọi chuyện lại phát triển thành cục diện như vậy. Vốn tưởng rằng sẽ đặc biệt ẩm ý, không vui, dù sao diệp thu cũng đã làm nổ máy tính của hắc la tuy có thể nói đây không phải là mối hận thù sâu sắc gì nhưng mối quan hệ của hai người bọn họ chắc chắn sẽ rất ồn ào khó coi thế mà ai cũng không thể ngờ được hắc la lại nói diệp thu là thần tượng của cô ấy không những không có ý định truy cứu chuyện này mà ngược lại còn không hề bận tâm chút nào cả sự thay đổi đột ngột này cũng khiến cho tất cả mọi người có chút bất ngờ Hồng Khổng Tước ở phía sau giật nhẹ áo của Hắc La, nghi ngờ hỏi, Hắc La, em có chắc anh ta chính là người năm đó đã đánh bại mình không? Nhưng sao anh ta không hề có chút ấn tượng nào cả vậy, có phải em nhận lầm người rồi không? Em chắc chắn, chính là anh ấy. Không sai đâu, anh ấy là đại thần đó, hơn nữa còn là người dẫn đường cho sự nghiệp hacker của em. Nếu không có anh ấy, sẽ không có em bây giờ, cách thức của mã cốt quen thuộc của anh ấy kia, em tuyệt đối không thể nhận sai được hắc la gật đầu mặt đầy kiên định nói mà khi vừa nói những lời này đôi mắt to của cô ta vẫn luôn dán trên người diệp thu không hề chịu rời đi cách mà cô ta nhìn diệp thu hoàn toàn chính là ánh mắt mê muội chuyện này làm cho diệp thu cảm thấy hơi mất tự nhiên mặc dù anh cũng đã từng được rất nhiều người sùng bái tuy nhiên một thiếu nữ nhỏ như hắc la thì thật đúng là lần đầu điều này làm cho diệp thu thở dài bất đắc dĩ mà ngay lúc này triệu khôn sơn tiến đến bên người diệp thu cười nói diệp thu không ngờ kỹ thuật máy tính của cậu lại vô địch như vậy xem ra cấp trên đề cử cậu cho tôi quả nhiên không hề sai có anh hỗ trợ vụ án lần này nhất định không thành vấn đề tôi nhất định sẽ cố hết sức diệp thu xua tay khiêm tốn nói anh cũng sẽ không vì chuyện vừa rồi mà đưa ra lời đảm bảo ngay dù sao đó là loại vụ án như thế nào anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ dĩ nhiên anh không thể chỉ nói ra những lời sáo rỗng huynh hoang được nếu không cuối cùng sẽ tự xấu hổ vả và vào mặt mình thôi tôi tin tưởng vào năng lực của diệp tiên sinh triệu khôn sơn cười nói ngay sau đó ông ta vỗ tay ra hiệu cho mọi người có mặt ở đây yên tĩnh lại sau đó quay đầu nhìn bốn thành viên của tiểu đội thiên võng mặt đầy đắc ý hỏi kết quả của cuộc so tài này các cô cậu cũng đều thấy phục rồi chứ Bây giờ bốn người có sẵn sàng hỗ trợ Diệp Tiên Sinh, nghe theo lời của anh ấy không? Em sẵn sàng. Hắc La là người đầu tiên nhảy cẫng lên hoan hô. Chuyện này làm chi ba người còn lại đều sửng sốt, dối giết nhìn về phía Hắc La. Phải biết rằng, người trước đây không chịu nghe theo lệnh của Diệp Thu, người không phục Diệp Thu nhất lại là Hắc La. Bây giờ ngược lại cô ta trở thành người đồng ý đầu tiên. Không thể không nói, sức hút của một thần tượng, thật đúng là không thể coi thường được cảm nhận được ánh mắt của ba người còn lại hắc la cũng hơi ngại ngùng hé miệng cười một tiếng sau đó ngẩng đầu nhìn về phía diệp thu hàm răng đẹp khẽ cắn môi nũng nịu nói anh diệp thu thật xin lỗi trước đây là em không tốt nếu như không phải có cuộc so tài vừa rồi bị anh đánh bại em cũng phải nghe theo lệnh của anh cho dù anh muốn đuổi em đi em cũng phải tuân lệnh nhưng mà giờ phút này em lại đặc biệt muốn phá án cùng anh anh có thể cho em ở lại được không nói xong hắc la thậm chí còn chấp đôi mắt to vô tội nhìn diệp thu nữa dáng vẻ kia muốn có bao nhiêu dễ thương thì có bấy nhiêu trong nháy mắt mọi người xung quanh bị sự đáng yêu đó cảm hóa nhao nhao nhìn về phía diệp thu hai mắt nhìn chằm chằm vào diệp thu nhưng ánh mắt kia như đang nói với diệp thu rằng đồng ý với cô ấy đồng ý với cô ấy đi đối với chuyện này trên mặt diệp thu cũng hiện vẻ không biết làm sao nếu bây giờ anh từ chối hắc la chắc chắn sẽ khiến dư luận phẫn nộ. Huống chi, đối với một gương mặt đáng yêu dễ thương, lại còn núng nịu của một cô gái nhỏ như vậy. Diệp Thu thật sự cũng không nhẫn tâm nổi. Thêm vào đó Hắc La đã bị trừng phạt rồi, còn chủ động nói lời xin lỗi nữa. Nếu anh còn so đo nữa, vậy thì cũng hẹp hỏi quá. Vì vậy, Diệp Thu trực tiếp khoát tay một cái, đồng ý nói, được rồi, tôi có thể đồng ý cho cô tiếp tục tham gia vụ án này, nhưng sau này cô đừng gọi tôi là anh diệp thu nữa nghe dễ khiến người ta hiểu lầm lắm cứ gọi tôi là diệp tiên sinh hoặc cứ gọi diệp thu là được vâng thưa anh diệp thu hắc la nở một nụ cười dễ thương gật đầu đừng gọi tôi là anh diệp thu diệp thu cau mày nhắc nhở em không có gọi anh là anh diệp thu anh nghe nhầm rồi đúng không anh diệp thu cái miệng nhỏ nhắn của hắc la cười rạng rỡ vẻ mặt ngốc nghếch nói cô thôi cô vui vẻ là được rồi. Diệp Thu cũng hoàn toàn thua Hắc La, chỉ có thể bất lực khoát tay một cái. Hi hi, em biết anh Diệp Thu tốt nhất mà. Hắc La cười tinh nghịch nói. Thấy vậy, Diệp Thu cũng không biết làm sao cả. Đứng bên cạnh, Triệu Khôn Sơn nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng một nụ cười hơi có chút ẩn ý. Ngay sau đó nhìn về phía ba người còn lại của tiểu đội thiên võng, ba người còn lại thì sao? Chúng tôi cũng sẵn sàng làm theo lệnh của anh Diệp ba người vội vàng gật đầu hiển nhiên giờ phút này ba người bọn họ hoàn toàn bái phục diệp thu trước đó bọn họ vẫn luôn ngông cuồng tự cao tự đại cảm thấy chính mình là những thiên tài trên thế giới này nhưng sau khi gặp được diệp thu bọn họ mới biết cái gì gọi là một vị thần chân chính không còn cách nào khác thực lực của diệp thu đã làm cho bọn họ chỉ có thể ngước nhìn chuyện này khiến bọn họ muốn không phục cũng khó tốt lắm hy vọng các cô cậu có thể toàn lực hỗ trợ Diệp Tiên Sinh giải quyết vụ án này càng sớm càng tốt, đến lúc đó tôi sẽ đích thân mở tiệc chúc mừng thắng lợi của mọi người. Vẻ mặt của Triệu Khôn Sơn đầy hài lòng. Ngay sau đó, ông ta nghiêng đầu nhìn về phía Hắc La, cười nói, cô nhóc, máy tính của cô, tôi biết là khá đắt, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ lập tức báo cáo lên cấp trên, sớm bồi thường cho cô một cái khác. Không sao đâu, Triệu Cục, tôi tự mua là được rồi, không cần làm phiền các ông. Hắc La xua tay, không thèm để ý nói. Dù sao cô ta vốn cũng không thiếu tiền. Mà chiếc máy tính này sở dĩ quan trọng với cô ta như vậy. Đó là vì ngày cô ta bị 18 lần một đêm đánh bại, cô ta đã sử dụng máy tính này. Ngày hôm đó, cô ta đã thu hoạch được không ít, biết được thế giới này bao la đến thế nào, cô ta nhất định phải cố gắng hơn mới được. Cho nên cô ta dốc lòng muốn cùng chiếc máy tính này trở thành một hacker lợi hại nhất. Như vậy sau này thời điểm gặp lại được thần tượng, 18 lần một đêm, cô ta có thể cho thần tượng của mình thấy rằng cô ta không hề bị đánh bại, mà là ngã từ chỗ nào, đứng lên chỗ đó. Đây mới là ý nghĩa lớn nhất của chiếc máy tính này đối với cô. Mà hôm nay đã tìm thấy thần tượng, có máy tính hay không máy tính cũng không sao cả. Chỉ cần mua lại một chiếc máy tính giống như vậy là được rồi. Dù sao thì cô ta cũng không thiếu tiền xài. Sau khi nghe lời này của Hắc La, Triệu Khôn Sơn cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ông ta cũng biết chiếc máy tính của Hắc La không hề rẻ, ít nhất cũng phải 100.000 tệ. Bây giờ Hắc La nói không cần phải trả, cũng làm cho ông ta yên tâm. Không phải là ông ta keo kiệt, mà là 100.000 tệ này, dù sao cũng không phải là một số tiền nhỏ. Nếu nó được đầu tư vào việc duy trì trật tự luật pháp, có thể làm được rất nhiều chuyện khác. Không thể không nói, Chương 300, vụ án giết người hàng loạt nghe thấy những lời này. Hàn Tiêu Tiêu vội vàng lấy tập tài liệu từ trong túi đựng hồ sơ, đi ra khỏi đám đông, nhìn Triệu Khôn Sơn nói cục trưởng, tất cả đều ở đây. Ừ, cứ giao lại cho Diệp tiên sinh. Triệu Khôn Sơn khoát tay một cái. Hàn Tiêu Tiêu nhanh chóng bước tới trước mặt Diệp Thu, đưa túi đựng hồ sơ cho Diệp Thu. Mà từ đầu đến cuối, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Tiêu Tiêu đỏ bừng ánh mắt thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Diệp Thu. Ngược lại Diệp Thu không hề suy nghĩ nhiều, lập tức đưa tay muốn nhận lấy túi hồ sơ. Nhưng ngay tại thời điểm này, một cảnh tượng vô cùng xấu hổ đã xảy ra. Có lẽ Diệp Thu quá khẩn trương muốn thấy được nội dung bên trong túi hồ sơ. Nên khi anh đưa tay nhận lấy túi đựng, tay đã vô tình chạm vào tay Hàn Tiêu Tiêu. Cảm ứng mượt mà trơn nhẵn kia, làm cho Diệp Thu hơi sửng sốt tại chỗ cả người hàn tiêu tiêu giống như bị điện giật vậy, cơ thể bất giác hơi run lên. E hèm, triệu khôn sơn thấy vậy giả bộ ho khan hai tiếng. Diệp thu tỉnh táo lại, nhanh chóng thu tay về, mặt đầy ái náy nói, xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không phải cố ý. Không, không có sao. Gương mặt nhỏ nhắn của hàn tiêu tiêu đỏ bừng lên, cô ta lắc đầu. Sau đó nhét túi hồ sơ cho Diệp Thu rồi nhanh chóng xoay người bước ra khỏi phòng họp nhìn bóng lưng rời đi của hàn tiêu tiêu diệp thu cũng sững sờ bởi vì anh cảm thấy hàn tiêu tiêu hôm nay có chút kỳ quái bình thường hàn tiêu tiêu đều hét ầm lên trước mặt anh hận không thể đè ép anh nhưng hàn tiêu tiêu bây giờ ngay cả ánh mắt nhìn vào anh cũng bắt đầu trở nên tránh né không còn hung hãn như lúc trước nữa đây là tình huống gì vậy chẳng lẽ nữ cảnh sát bạo lực này đã đổi tính tuy nhiên vì lúc này vẫn còn rất nhiều người trong phòng họp diệp thu cũng không tiện truy hỏi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngay sau đó nhìn về phía triệu khôn sơn khôi phục vẻ mặt nghiêm túc nói chúng ta bắt đầu đi triệu khôn sơn gật đầu nhìn mọi người nói mọi người ngồi vào chỗ đi những người có mặt đều là cảnh sát liên quan đến vụ án cũng không có người ngoài rất nhanh mọi người lập tức xôn xao ngồi vào bàn hội nghị Diệp Thu vốn dĩ muốn tìm một góc nhỏ tùy tiện ngồi xuống là được. Nhưng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Triệu Khôn Sơn, anh chỉ có thể ngồi ở bên cạnh Triệu Khôn Sơn, chính là chiếc ghế đầu tiên bên cạnh ghế của thủ trưởng. Mà bình thường ngồi ở chỗ này đều là lãnh đạo của cục cảnh sát. Như vậy có thể thấy Triệu Khôn Sơn rất coi trọng Diệp Thu. Thật ra ban đầu Triệu Khôn Sơn muốn Diệp Thu trực tiếp ngồi ở đầu bàn hội nghị. Nhưng Diệp Thu lại cảm thấy như vậy thật sự không tốt tí nào anh sao lại có thể làm vai phụ lấn át cả vai chính chứ? Cho nên dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Diệp Thu, lúc này anh mới ngồi ở vị trí thứ hai. Diệp tiên sinh, cậu xem những tài liệu về vụ án này trước nhé, tôi ở bên này sẽ nói đại khái một chút. Cậu có thể cùng lúc vừa nhìn vừa nghe, như vậy sẽ giúp cậu nhanh chóng hiểu rõ vụ án này. Triệu Khôn Sơn nhìn Diệp Thu cười nói, "Được rồi, ông cứ nói đi, không cần phải để ý đến tôi." Diệp Thu khoát tay sau đó liền cúi đầu, mở túi hồ sơ kia ra xem, lấy tài liệu trong đó xem qua một lượt. Mà bên này, Triệu Khôn Sơn nhìn mọi người đang có mặt, bắt đầu nói tình huống sơ lược của vụ án này, tôi nghĩ mọi người cũng đã biết rồi, bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người nghe về diễn biến mới nhất của nó. Trung Quy lại mà nói, đây là một vụ giết người hàng loạt, nhưng không giống như những vụ án giết người hàng loạt thông thường khác, cách chọn mục tiêu của tên sát nhân lần này có chút đặc biệt. Đầu tiên, xét đến nay giới tính của tám nạn nhân đều là nữ nhưng trước đây họ lại không hề có quan hệ gì với nhau cả thậm chí còn không hề biết mặt nhau mà nghề nghiệp của tám người này cái gì cũng có giáo viên tiếp viên hàng không bồi bàn v v nói cách khác khi hung thủ chọn mục tiêu ngoại trừ giới tính nữ ra còn lại đều là ngẫu nhiên cả đây là điều có liên quan đến phương thức chọn mục tiêu của hung thủ nói đến đây triệu khôn sơn hơi dừng lại Quay đầu nhìn Diệp Thu, quan tâm hỏi, Diệp tiên sinh, cậu có thể theo kịp chứ? Không thành vấn đề, ông tiếp tục nói đi. Diệp Thu gật đầu, thản nhiên nói, "Được." Triệu Khôn Sơn mỉm cười gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía mọi người, tiếp tục nói, "Vấn đề tiếp theo chính là phương thức chết của người bị hại." Dựa theo những vụ án thông thường, những loại hung thủ đặc biệt chọn phụ nữ để xuống tay như thế này, hoặc là tâm lý biến thái, hoặc là ham sắc, ham tiền tài, sau khi đạt được mục đích, để phòng ngừa mình bị bại lộ, cho nên đã xuống tay giết hại mục tiêu. Tuy nhiên, căn cứ theo báo cáo khám nghiệm tử thi của 8 nạn nhân, không ai trong số 8 người bị hại bị xâm hại tình dục cả, trên người bọn họ cũng không hề mất mát tài sản gì. Mà phương thức tử vong của 8 người này lại vô cùng kỳ lạ. Không ai trong 8 người bọn họ có vết thương rõ ràng cả, chỉ có một lỗ máu to bằng hạt đậu tương nằm ở động mạch chủ phía bên cổ trái. Dựa theo phán đoán của pháp y cả tám người đều bị giết chết do một vật thể bằng kim loại cắm vào, sau đó rút sạch máu trên người dẫn đến tử vong. Triệu Khôn Sơn nói tới đây, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy lạnh sống lưng. Nên biết rằng, công việc bọn họ làm đều là cảnh sát hoặc là tiểu đội thiên võng nữa. Bọn họ thường xuyên phải đối mặt với tội phạm, bình thường cũng không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với người chết. Có thể nói, đã được gặp nhiều phương thức chết khác nhau. Có nhảy lầu té chết bị đụng xe chết, còn có người bị dao đâm chết, cũng có người bị hạ độc chết, vân vân. Nhưng giống như thế này, bị rút sạch máu ra khỏi cơ thể mà chết, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe tới. Đây phải là một người có tâm lý biến thái đến cỡ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, ai nấy đều cảm thấy ra đầu dâm ran tê dại. Mà lúc này, Diệp Thu gần như đã đọc xong trong tài liệu của vụ án trên tay. Hơn nữa, sau khi nghe triệu khôn sơn nói nhiều như vậy, anh cũng đã hiểu được đại khái vụ án. ngay sau đó, anh trực tiếp nhìn thẳng vào triệu khôn sơn hỏi, nếu như tôi đoán không lầm, cho tới bây giờ, bên cảnh sát vẫn chưa thu thập được manh mối nào về kẻ sát nhân, đúng không? không sai. triệu khôn sơn gật đầu, sau đó nhìn diệp thu, cười khổ nói, đây là điểm thứ ba tôi muốn nói, thủ đoạn phạm tội của tên hung thủ này thật sự quá cao, giấu vân tay, giấu chân, mùi thậm chí ngay cả camera giám sát đều không có dấu vết để lại. Cho đến nay, ngoài việc tìm thấy thi thể của 8 nạn nhân, chúng ta không có bất cứ thu hoạch nào cả. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 300.